Một loại virus đáng sợ bùng phát khiến cả thành phố bị phong tỏa. Ở nơi này pháp luật đã không còn tồn tại. Suy nghĩ duy nhất của những người còn sống sót là làm thế nào để được sống tiếp. 13 ngày trước, một nhóm học sinh tiểu học được cô giáo đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố Atlanta. Đây là một hoạt động thiện nguyện mà nhà trường dành tặng cho các bệnh nhân ở đây, nhưng họ không hề biết rằng trong bệnh viện đang ẩn chứa một mối nguy vô cùng đáng sợ. Một nữ bác sĩ mặt trắng bệch đang hắt xì liên tục trong phòng cách ly, nhìn triệu chứng thì có vẻ giống như là cảm cúm thông thường. Nữ bác sĩ nhớ lại trước đó cô đã dùng chung bút với một người đàn ông có cùng triệu chứng giống vậy, lẽ nào anh ta chính là nguồn lây ư? Chuyện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, bởi lẽ người đàn ông kia là từ khu vực Trung Đông trở đến đây. Trong người anh ta rất có thể đem theo một loại virus truyền nhiễm nào đó rất nguy hiểm. Lãnh đạo thành phố ban đầu vẫn phớt lờ, lúc lúc lại cười cười nói tỏ vẻ không quan tâm là mấy. Cho đến khi người phụ nữ này xuất hiện, bà ấy là tiến sĩ Sabine, người của CDC, chuyên xử lý những sự việc khẩn cấp về an toàn công cộng. Sự xuất hiện của tiến sĩ Sabine cho thấy sự việc lần này nghiêm trọng hơn mọi người vẫn nghĩ rất nhiều. Hiện thực cũng đã chứng minh điều đó. Người đàn ông đến từ Trung Đông tên là Said kia bắt đầu có triệu chứng sốt cao, rồi ho rất dữ dội. Không lâu sau, nữ bác sĩ kia và bạn trai của cô, kể cả hai y tá tiếp xúc gần cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Điều này có nghĩa là những người có tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với người bị nhiễm virus đều đã bị lây bệnh. Khả năng truyền nhiễm của virus là cực kỳ mạnh. Quan trọng hơn là đây là một loại virus mà đến nay vẫn chưa được biết tới. Cách tốt nhất hiện giờ là phải cách ly cả bệnh viện này để tránh để cho virus lây lan, đồng thời phải tìm cho ra Said. Thiếu tá Lex Carnahan thuộc Sở Cảnh sát Atlanta lập tức cử bạn thân của mình là cảnh sát Jack đi điều tra tung tích của người này. Cùng lúc đó, nhóm học sinh tiểu học sau khi biểu diễn xong đã chuẩn bị quay về trường học, thì đột nhiên có một bác sĩ đến thông báo rằng không ai được phép rời khỏi đây cả. Đám trẻ ngay sau đó đã được sắp xếp ở một căn phòng riêng biệt, còn lúc nào thì được quay về trường thì sẽ được thông báo sau. Lúc này Jack đã nhanh chóng xác định được hướng đi của F0. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh ta đã được người đàn ông đội mũ này đón đi. Người đàn ông này là chú của Said. Cũng may là từ khi rời khỏi bệnh viện, Said chỉ ở trong nhà chứ không đi đâu. Người nhà anh ta rất bất bình, chỉ là cảm cúm thông thường thôi mà tại sao lại muốn đưa cháu mình đi. Said trong lúc kinh sợ đã liều mạng chạy ra ngoài. May mà ở cửa vẫn có cảnh sát canh, nhưng anh cảnh sát này đã không may bị Said phun nước bọt đầy mặt. Jack nhanh chóng đưa F0 về bệnh viện. Sau khi giao nộp người và đồ xong, anh đang chuẩn bị rời khỏi đây, thì được bác sĩ thông báo rằng bệnh viện đã bị phong tỏa. Không ai được rời khỏi đây đến khi có lệnh cả. Lúc này cô giáo Katie hớt hải chạy đến, nói rằng có hai em học sinh bị mất tích, có thể là đã đến phòng thí nghiệm để xem trượt bạch rồi cũng nên. Jack chủ động ngỏ ý sẽ cùng cô đi tìm học sinh. Hai người đi một mạch xuống được tầng hầm của bệnh viện. Khi đi ngang qua một căn phòng thì nhìn thấy có hai cái xác đang nằm trên giường bệnh. Sau đó người phụ trách của bệnh viện đã báo cáo lại với cấp trên rằng đây là một trong những loại virus đáng sợ nhất trong lịch sử. Nó có thể gây tổn thương đến mô não của bệnh nhân dẫn đến hiện tượng tính tình nóng nảy, sau đó là ho ra máu. Vào hồi 4 giờ 29 phút chiều, F0 đã tử vong. Nữ bác sĩ kia và cả bạn trai của cô cũng chịu chung số phận với F0. Không chỉ vậy, người nhà ông chú sống cùng với F0 cũng đều đã xuất hiện triệu chứng tương tự. Phía bệnh viện đã xác định đây là một dạng biến thể của virus cúm gia cầm, khả năng truyền nhiễm cực kỳ mạnh, thậm chí có thể gây chết người. Một điều không thể ngờ đó là người ta đã tìm thấy một lọ dược phẩm sinh học trong túi đồ của F0 mang theo. Tiến sĩ Sabine bắt đầu nghi ngờ đây có thể là một loại vũ khí sinh học của nước ngoài. Bà lập tức ra quyết định sẽ áp dụng biện pháp cách ly ở mức cao nhất. Các bộ phận lập tức thi hành, tàu điện vừa mới đến trạm chưa cả mở cửa đã liền đi tiếp. Tất cả hành khách được thông báo rằng trạm chờ tạm dừng hoạt động, lấy bệnh viện trung tâm thành phố Atlanta và nhà của F0 làm trung tâm. Tất cả các khu vực trong phạm vi 10 km đều bị phong tỏa. Thiếu tá Lex lập tức gọi điện thoại an ủi Jack, nói rằng sẽ nghĩ cách để điều anh ra khỏi khu cách ly. Jack lúc này suy sụp vô cùng, anh vừa mới cùng cô giáo Katie tìm thấy hai em học sinh bị mất tích, nhưng vừa đi ra thì gặp được một bác sĩ, hò ngay trước mặt hai người, sợ chết đi được. Tâm nguyện lớn nhất của Jack lúc này chính là rời khỏi đây ngay lập tức. Anh tức giận chửi thầm Lex đã giao cho mình cái nhiệm vụ đen đủi này. Nhưng tiến sĩ Sabine lại nói với thiếu tá Lex, bắt đầu từ bây giờ trong bất xuất, nội bất nhập. Cứ như thế, khu cách ly đã được ngăn cách với bên ngoài bằng những vách ngăn chắc chắn. Nhân dân trong thành phố nhao nhao bàn tán, thậm chí có người còn không biết tại sao chính quyền lại làm như vậy. Tiến sĩ Sabine đã nhanh chóng cho mở một cuộc họp báo. Lúc này ai nấy mới hiểu ra tránh để cho dịch bệnh lây lan. Mọi người phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài, không được tụ tập. Virus chỉ có thể lây lan qua dịch cơ thể. Thời gian ủ bệnh là từ 16 đến 48 tiếng. Nếu không có gì bất thường thì sau 48 giờ cách ly sẽ được ra ngoài. Việc phong tỏa diễn ra quá đột ngột nên không ai kịp chuẩn bị gì cả. Jack đi lại trong bệnh viện nhìn thấy những người bị nhiễm virus trong phòng cách ly liền lạnh hết cả sống lưng. Trong đó có một người chính là bác sĩ trước đó đã ho trước mặt anh. Rất nhiều người cũng vì chuyện này mà bị chia cắt với người thân. Người dân đang rất bất bình, tụ tập đầy ngoài đường để bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
Thiếu tá Lex nói hết nước hết cái vẫn không thể xoa dịu lòng dân, nên đành phải ra lệnh cưỡng chế phong tỏa vách ngăn còn lại. Song anh đã lập tức phát hiện bạn gái của mình là Lana đang ở bên trong khu vực cách ly. Lex gọi lớn tên cô, nhưng tiếc rằng vách ngăn đã đóng lại. Ngay sau đó anh lại nhìn thấy cấp dưới của mình đang đánh nhau với một người đàn ông. Hỏi ra mới biết bạn gái anh ta đang ở trong kia, anh ta muốn vào đó cùng với cô ấy. Lex an ủi người này, nói bạn gái của anh cũng đang ở trong đó, nhưng vì sự an toàn của cả thành phố, tất cả mọi người đều phải chấp hành. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc bên ngoài khu cách ly bận luôn chân luôn tay. Tiến sĩ Sabine nhận thấy nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là phải ổn định tinh thần cho người dân trong khu cách ly, để cho bọn họ ngoan ngoãn ở trong nhà, tránh để xảy ra lây nhiễm cộng đồng. Ngoài ra còn phải coi chừng kỹ những bệnh nhân đã nhiễm virus, không để cho bọn họ làm lây lan ra bên ngoài. Người phụ trách của bệnh viện thông báo rằng hiện tại đã có 9 người được xác định là nhiễm bệnh, lần lượt là 5 người là người thân sống chung với F0, 2 bác sĩ và 2 y tá, tất cả đều đang được cách ly. Thiếu tá Lex lúc này mới an tâm được phần nào. Anh gọi điện thoại cho bạn gái Lana, bảo cô ở yên trong công ty không được đi đâu cả, càng không được tiếp xúc gần với bất kỳ ai. Sau đó anh lại gọi điện an ủi cậu bạn thân Jack. Vừa rồi phía bệnh viện đã xác nhận Jack không bị nhiễm bệnh, bảo anh cứ yên tâm mà ở đó đi. Thế nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ, để Jack thôi cằn nhằn, anh lào bào rồi cầm điện thoại của F0 lên xem. Vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp chung của anh ta với một cô gái tóc trắng. Jack lúc này mới thất thần vì bệnh viện đã để lọt mất một người đã tiếp xúc với F0. Lúc này cô gái tóc trắng kia cũng đã xuất hiện những triệu chứng tương tự. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc như bùng nổ, nếu như cô gái kia đang ở bên ngoài khu cách ly thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng người dân trong thành phố không hề có mã sức khỏe, muốn tìm ra cô gái tóc trắng kia dường như là không thể. Jack đưa bức ảnh hỏi người nhà F0 xem có biết cô gái này là ai không, nhưng bọn họ hiện giờ đang rất bất mãn, nói rằng dù biết cũng sẽ không nói. Người cô có vẻ phối hợp hơn, nói rằng đây là bạn gái mà Said vừa mới quen, 3 hôm trước có đến dự tiệc cùng gia đình. Thiếu tá Lex đã tra ra địa chỉ của cô gái tóc trắng qua thông tin hộ tịch, lập tức đưa người đến đó, nhưng bố cô gái lại nói rằng hôm qua cô ấy đi dự tiệc đến giờ vẫn chưa về. Giờ thì lại càng phiền phức hơn rồi, điện thoại của cô gái này đã tắt máy từ chiều hôm qua. May mà nơi cuối cùng mà điện thoại có tín hiệu là ở trong khu vực cách ly. Thiếu tá Lex bắt đầu lật lại không biết bao nhiêu camera, cuối cùng đã phát hiện ra cô gái tóc bạc đã lên một chiếc xe màu trắng. Sau một hồi theo dõi, thấy được chiếc xe này đã đỗ trước một tòa nhà. Rất may là lúc đó vách ngăn cách ly đã được dựng lên, điều đó chứng minh rằng cô gái này vẫn đang ở trong khu cách ly. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. May mắn hơn nữa là chiếc xe kia cho đến giờ vẫn chưa di chuyển đi đâu cả. Jack lại một lần nữa nhận một nhiệm vụ quan trọng, đó là đưa theo 2 bác sĩ và y tá đi tới tòa nhà mà cô gái tóc trắng ở. Đến nơi anh thấy rất nhiều người nằm ngủ la liệt ở phòng khách, dưới đất vứt đầy đồ ăn, vỏ chai rượu, dễ dàng nhận ra đêm qua ở đây đã có một buổi party rất náo nhiệt. Jack gọi một cậu thanh niên dậy, hỏi xem cô gái tóc trắng có ở đây không. Sau khi nhận được cái gật đầu, anh lập tức đi lục tìm từng căn phòng một. Cuối cùng đã tìm được cô gái tóc trắng toàn thân đầy máu, ở trong phòng ngủ trên tầng 2, bệnh viện nhanh chóng giám định. 7 người cùng tham gia bữa tiệc đêm qua với cô gái tóc trắng đều đã bị nhiễm bệnh. Song trên TV không hề nói bọn họ trước đó đã đi những đâu và đã tiếp xúc với những ai. Jack đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tình hình dịch bệnh sắp mất kiểm soát đồng nghĩa với việc thời gian cách ly sẽ bị kéo dài. Người phụ trách của bệnh viện thông báo với mọi người, 2 trong số 5 người là người thân của F0 đã tử vong. Sau đó, khu cách ly lại có thêm vài bệnh nhân nữa. Cô gái tóc trắng nhìn người bạn trai mới đã bị mình lây bệnh cho, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Không biết cô ấy có từng suy nghĩ xem những người tối qua cùng dự tiệc bị cô lây bệnh cho, tâm trạng của họ đang như thế nào. Người phụ trách của bệnh viện buồn bã nói với cô giáo Katie, ngày mai bệnh viện sẽ được gỡ phong tỏa, nhưng khu cách ly thì vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Katie rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì nhà của cô và 3 học sinh khác đều ở bên ngoài khu vực cách ly, giờ thì đi đâu được nữa, đành phải tiếp tục ở lại bệnh viện thôi. Jack cũng như vậy, anh vốn là định quay về đồn, nhưng sau vài ngày sống chung với Katie anh đã có cảm tình với cô, nên đã quyết định cũng sẽ ở lại bệnh viện. Cùng Katie đối mặt với cửa ải này, vì không thể truy vết hết tất cả các F nên tiến sĩ Sabine đành phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là kéo dài thời gian phong tỏa vô thời hạn. Thiếu tá Lex rất lo lắng, những người không bị lây bệnh thì phải làm thế nào? Tiến sĩ Sabine nhìn anh không nói lời nào, kết quả như đã lường trước, người dân hô hào biểu tình phản đối, các thùng xe container nhanh chóng được đưa tới để phong tỏa hoàn toàn khu vực cách ly. Điều này cũng có nghĩa là phong tỏa đã được nâng lên một cấp độ mới. Ai cũng đều hiểu rằng những thùng xe container thay thế những vách ngăn trước đó, ngoài việc tránh để có người có thể vào được bên trong thì còn có một tác dụng quan trọng hơn nữa là chắn hết tầm nhìn của mọi người. Với cách thức này, dù cho trong khu cách ly có xảy ra những gì thì cũng chẳng ai biết cả. Tình hình bệnh dịch bên trong khu cách ly chắc chắn sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nơi đó sẽ biến thành địa ngục trần gian thực sự. Một loại virus chưa được biết tới đang hoành hành khắp thành phố với khả năng lây nhiễm cực kỳ mạnh. Những người nhiễm bệnh sẽ chết sau 48 giờ. Nhận thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, chính phủ đã lập tức hạ lệnh cho phong tỏa khu vực cách ly bằng thùng xe container, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Đợt cách ly này rất nghiêm ngặt, đến nỗi cả nắp cống thoát nước cũng được hàn chặt cứng. Cánh nhà báo rất tò mò không biết là bệnh dịch trong khu cách ly đã được khống chế hay chưa. Phía chính phủ trả lời rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, chỉ cần mọi người làm theo quy định. Tin chắc rằng virus sẽ sớm bị đẩy lùi, nhưng sự thật thật sự đơn giản như vậy ư? Chỉ trong đúng một ngày đã có rất rất nhiều người bị nhiễm bệnh, tất cả đều tập trung trong bệnh viện trung tâm thành phố Atlanta. Phòng cách ly dành cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng đều đã hết chỗ, người chết ngày một nhiều, khiến cho các bác sĩ vô cùng đau đầu. Cảnh sát Jack ngoài việc làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự còn phải giúp bệnh viện tiến hành việc thiêu hủy xác bệnh nhân. Chỉ có thiếu tá Lex là người hiểu rõ tình hình lúc này nhất. Anh gọi điện thoại cho bạn gái Lana đang ở trong khu vực bị cách ly, thông báo cho cô biết rằng thời gian cách ly có thể sẽ bị kéo dài, nên thức ăn cần phải phân bổ sao cho hợp lý. Hơn nữa trong đó không có mấy cảnh sát, vì vậy cô cần phải biết tự bảo vệ cho mình. Đây cũng chính là chuyện mà Lex vẫn luôn đau đáu. Anh đã nhiều lần đến gặp tiến sĩ Sabine thuộc CDC, yêu cầu bà cho tăng cường lực lượng cảnh sát trong khu vực cách ly. Nhưng bà ấy một mực làm theo quy định, không cho phép ai được vào bên trong, như vậy mới có thể giữ cho tình hình bên trong được ổn định, giúp ích cho việc khống chế dịch bệnh. Ý nghĩ này của bà Sabine là rất có lý, nhưng làm gì thì cũng phải căn cứ vào hiện thực. Gần đây trên mạng đang lan truyền rất nhiều tin tức không hay về khu cách ly. Tiến sĩ Sabine cho rằng như vậy sẽ khiến cho người dân càng bức xúc hơn, thậm chí có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách để dừng chuyện này lại. Thiếu tá Lex cũng rất hiểu vấn đề, anh đã tìm ra được người tung đoạn clip đó lên, đó là một tài khoản mạng xã hội có tên là Leo. Mặc dù anh ta đang ở bên ngoài khu cách ly nhưng lại có hai người đồng nghiệp đang ở bên trong đó, nên lúc nào cũng có nguồn để đăng bài. Leo phụ trách cắt ghép một số chỗ để đổi trắng thay đen sau đó tung lên mạng. Lex một mình tìm đến nhà của Leo muốn ngăn anh ta dừng ngay những hành động này lại. Song Leo khăng khăng nói rằng mọi người đều có quyền được biết tình hình thật sự của dịch bệnh. Lập trường của hai người hoàn toàn đối lập nhau, Lex rời đi với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Sau chuyện này Leo thậm chí còn táo tợn hơn. Một số video mang tính phiến diện được anh ta up lên mạng khiến cho Lex càng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đến cả cảnh sát cũng không được vào trong. Nên anh đành phải gọi điện cho cậu bạn thân của mình là Jack đang ở trong đó, bảo anh đứng ra tập hợp tất cả cảnh sát đang ở trong khu cách ly, đảm bảo làm thật tốt công tác giữ gìn trật tự, tránh để cho xung đột xảy ra. Jack nghe xong cũng đến cạn lời, chính anh hiện giờ ngày nào cũng phải dành ra cả nửa ngày để giúp bệnh viện thiêu xác. Hơn nữa trong đây chỉ có 11 cảnh sát mà thôi, dù có muốn thì cũng bất lực, vì anh hiểu rằng cùng với việc số người nhiễm bệnh đang ngày một tăng lên, có ngày càng nhiều vấn đề phát sinh hơn. Cô giáo Katie bao ngày nay vẫn chỉ ở trong bệnh viện để trông nom 4 em học sinh sống ở bên ngoài khu vực cách ly. Tuy nhiên lũ trẻ cho rằng cứ ở mãi trong phòng cũng chán, nên Katie đã đưa chúng lên sân thượng hóng gió. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống như thể xua đi cái không khí u ám của bệnh viện. Đột nhiên có một em học sinh nói muốn đi vệ sinh. Cô sợ cô bé gặp nguy hiểm nên đã chạy theo, thì thấy một bệnh nhân vừa học ra máu đang đứng chặn đường của các em học sinh rồi hét lớn nói muốn về nhà, sau đó vô tình lột găng tay của cô bé ra. Cô bé học sinh nhìn vết máu trên tay sắc mặt thất thần, kết quả thì như đã định, vì đã tiếp xúc gần với F0 nên cô bé ấy đã bị đưa đi cách ly. Cho kết quả sau 48 giờ quan sát, ai ngờ vừa mới ngoảnh đi ngoảnh lại, Katie đã không thấy con bé đâu nữa rồi. Hóa ra bố của học sinh này đã đến và đón con gái mình đi. Katie lập tức chặn đường hai người, vì cô bé có nguy cơ là đã nhiễm bệnh, nhưng ông bố này thì lại mặc kệ, liền rút súng ra rồi đe dọa. Anh ta không muốn để con gái mình phải ở một mình trong phòng cách ly. Thấy cô bé cứ thế bị đưa đi, Katie sững sờ, không ngờ là tình hình lại nghiêm trọng đến mức độ này rồi. Cô biết dù có báo cảnh sát cũng vô dụng vì Jack đang rất bận. Lúc này anh đang xử lý một vụ cướp ở một siêu thị nhỏ do vật tư trong khu cách ly đang ngày một khan hiếm. Ông chủ siêu thị đã tăng giá hàng hóa lên gấp đôi. Teresa cho rằng bố mình làm như vậy là rất quá đáng, nên đã kể chuyện này cho bạn trai mình đang ở ngoài khu cách ly. Nhìn kỹ thì sẽ thấy người bạn trai tên là Xander này chính là người đàn ông trước đó muốn xông vào khu cách ly cùng bạn gái, nhưng đã bị thiếu tá Lex ngăn lại. Ngay lúc đó một đám cướp đã xông vào siêu thị, Teresa gọi điện báo cảnh sát, nhưng đường dây lại luôn báo bận. Cô định ra ngoài xem sao, thì may là Jack đang đi tuần tra tới đây. Hai bên nổ súng đùng đùng, Jack không muốn cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, nên chỉ vào camera rồi nói, chỉ cần bỏ súng xuống rồi rời khỏi đây thì sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đám cướp suy nghĩ vài giây cuối cùng bỏ đi. Mặc dù Jack đã thể hiện rất tốt, song đội giữ gìn an ninh của anh cũng chỉ là vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Một cảnh sát cấp dưới thậm chí còn nói anh làm như vậy là đang đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa. Jack thật sự là khổ quá mà. Dù những thùng container có dày đến cỡ nào thì Lex vẫn có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm này của Jack. Anh lại đến gặp bác sĩ Sabine, yêu cầu cho tăng cường lực lượng cảnh sát trong khu vực cách ly. Chỉ dựa vào 11 cảnh sát mà muốn đối phó với 4.000 người dân đang rơi vào khủng hoảng, thật sự là một điều không tưởng. Song tiến sĩ Sabine vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình, một lần nữa nhấn mạnh chỉ cần mọi người làm đúng như quy định thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nếu không dù có bao nhiêu cảnh sát đi nữa thì cũng vô ích mà thôi. Lex không thể làm trái lệnh được, tức giận đùng đùng rồi rời đi. Giờ thì chỉ trông cậy vào Jack được nữa thôi. Hai người hẹn gặp nhau ở lối ra trong một thùng xe container. Lex chuẩn bị cho Jack một ít súng và đạn.
Nhưng Jack cho rằng nhiều đó là chưa đủ, 10 cảnh sát còn lại trong kia không phải đội trưởng thì cũng là đội phó đội cảnh sát. Hôm nay thậm chí đã có 2 người từ chức, thứ thiếu nhất hiện giờ chính là nhân lực. Lex cũng rất tuyệt vọng, đành phải bảo Jack thôi thì cố cắn răng chịu đựng. Song ai mà ngờ rằng những nỗi lo của Lex đã biến thành sự thật. Tai mắt của Leo đã có một đề tài mới, sườn khu cách ly có một cái thang thông lên mái nhà, có thể trèo lên đó rồi nhảy xuống thùng container từ đó trốn khỏi khu cách ly. Bọn họ đang rất phấn khích. Nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì rất có thể sẽ xảy ra bạo động. Leo chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện một người đồng nghiệp của mình có biểu hiện ho nhẹ. Đây là triệu chứng của việc đã nhiễm virus. Không lâu sau đó, thiếu tá Lex đã xem được video và chiếc thang kia trên mạng nên đã lập tức cử người bao vây quanh khu vực đó. Cuối cùng dùng thang nâng để dỡ chiếc thang kia đi, đồng thời báo cho Jack đang ở trong khu cách ly ngăn những người đang muốn trốn ra ngoài. Thời gian trôi qua càng có nhiều người vây quanh khu vực chiếc thang để bỏ trốn khỏi khu cách ly, thậm chí còn có người muốn dỡ bỏ phong tỏa. Song do lực lượng cảnh sát quá mỏng nên đã để lọt một người trèo lên trên thang rồi nhảy xuống được chỗ thùng container. Lex giương súng cảnh báo khuyên anh ta không được kích động. Song còn chưa dứt lời thì tiếng súng đã vang lên, người kia trúng đạn ngã xuống đất. Ngoài ra là cấp dưới của Jack trong khu cách ly đã nổ súng. Vợ con anh ta đang ở bên ngoài nên tuyệt đối không thể để cho virus lây lan được. Sau đó cảnh sát này đưa lại phù hiệu cho Jack, nói nơi này áp lực quá lớn nên muốn từ chức. Sự việc này đã khiến tình hình trong khu cách ly lại càng phức tạp hơn. Tiến sĩ Sabine đã cho cắt đứt đường dây liên lạc và đường mạng giữa bên trong và bên ngoài, chỉ giữ lại cho những bộ phận phụ trách, ví dụ các cơ quan như bệnh viện hay cảnh sát. Thiếu tá Lex cho rằng làm như vậy có phần hơi quá đáng, nhưng bà Sabine lại nói làm như vậy cũng chỉ là để kiểm soát tốt hơn tình hình hiện tại. Lex không thể phản bác được gì cả, song vẫn phải đứng ra để giải thích cho việc làm nào của chính phủ là vì tránh để cho dịch bệnh lây lan và để cho khu vực cách ly được an toàn. Nhưng hiện thực thì lại hoàn toàn ngược lại, sảnh lớn bệnh viện toàn xác là xác. Người phụ trách của bệnh viện nói với Katie đây đã là cách cuối cùng rồi, bệnh nhân thực sự quá đông, đừng nói là chỗ chất xác, mà cả thuốc men cũng sắp cạn kiệt đến nơi rồi. Katie rất sầu não, bình thường cô cũng phải uống thuốc chống dị ứng, mặc dù giờ đang ở trong bệnh viện, nhưng sắp tới cũng chẳng có thuốc để mà uống. Tránh để người dân phá vỡ hàng rào phong tỏa, Lex đã điều thêm lực lượng đến canh gác. Tối hôm đó anh đã phát hiện ra một người đang thần thần bí bí đang tiến lại gần hàng rào có điện. Lex hét lớn ngăn lại, nhưng người này lại tỏ vẻ không nghe thấy. Anh ta lấy một cây sắt phá hỏng nguồn điện trên lưới sắt, sau đó trèo lên nhảy vọt vào bên trong. Lex không còn cách nào khác đành phải nổ súng. Ngoài ra người này chính là Xander, kế hoạch trà trộn vào khu cách ly để gặp bạn gái lại một lần nữa thất bại. Mặc dù anh ta chỉ bị trúng đạn túi đậu nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Bạn gái của Xander là Teresa đã mang thai đến tháng thứ 9 nên anh ta một mực muốn vào trong này. Lex rất hiểu chuyện này nhưng quy định là quy định, anh không được phép làm trái quy định. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lex lại gặp lại Leo. Leo cho rằng việc Xander bị bắn sẽ là một tin tức rất hot. Lex biết rõ người này muốn làm gì nên đã nhắc nhở yêu cầu anh ta mau chóng rời khỏi đây. Song Leo lại phớt lờ, khinh khỉnh đáp lại. Anh thực sự cho rằng tất cả những gì mà mình làm đều là đúng sao? Câu nói này khiến cho Lex rơi vào trầm tư. Chiều hôm đó, Lex đang chuẩn bị cho buổi diễn thuyết trên TV, anh càng nghĩ càng tức, rồi đột nhiên ném kịch bản trong tay xuống đất. Lex nói với cấp trên mình muốn bảo vệ cho người dân bên trong khu cách ly, song anh lại bất lực. Nói xong thì tức giận đùng đùng xuống xe, đi đến bệnh viện để nói chuyện với Xander thì không thấy anh ta đâu nữa. Qua lời y tá, Lex biết được Xander đã được một người tên là Leo đưa đi rồi. Anh đoán hai người này rất có khả năng đã lẻn vào bên trong khu cách ly nên đã lập tức hạ lệnh truy tìm, nhưng đã muộn hơn một bước. Cấp dưới đã báo lại rằng vừa rồi có một người đàn ông da đen đã phá vỡ hàng rào phong tỏa, chạy vào trong khu cách ly. Hóa ra Leo đã lên kế hoạch rất chi tiết, anh ta giúp Xander lẻn vào bên trong khu vực cách ly, còn Xander thì giúp anh ta quay lại một vài video trong đó. Sau khi có được tin tức bên trong khu cách ly, Leo lại vô cùng đau đớn vì hai đồng nghiệp của anh ta đều đã bị nhiễm bệnh và chết tại nhà riêng. Còn Xander cuối cùng cũng đã gặp được bạn gái Teresa, nhưng đột nhiên một người đàn ông da đen xuất hiện. Hóa ra ngày hôm qua một đám cướp trước đó lại xuất hiện ở siêu thị nhà Teresa khi chúng đang mang đồ đi, thì một đám cướp khác trông dữ tợn hơn đã đến bắt lũ kia mang hết đồ đạc trong xe vào lại chỗ cũ, bọn chúng dự định sẽ ở lại siêu thị này lâu dài. Khu vực cách ly càng lúc càng loạn hơn bao giờ hết, mọi trật tự pháp luật đều đã không còn tồn tại, những người dân vô tội bên trong sẽ phải cầm cự như thế nào đây? Một loại dịch bệnh chưa được biết đến đang bùng phát khắp thành phố Atlanta. Tránh để cho virus lây lan, chính phủ đã cho điều động một số lượng lớn thùng container để phong tỏa khu tập trung lây nhiễm. Nhưng virus phát tán quá nhanh khiến cho thời gian cách ly ban đầu chỉ là 48 giờ đồng hồ, đến nay biến thành cách ly vô thời hạn, dẫn đến việc khu cách ly trở nên loạn như cào cào, hệ thống mạng và liên lạc bị cắt đứt, thực phẩm thiếu thốn trở thành vấn đề hàng đầu. Đến ngày thứ 7 phong tỏa, một số người bắt đầu bắt những con vật nhỏ bên đường để làm thức ăn, thậm chí lật tìm thùng rác để xem có gì có thể ăn được hay không. Trong đây biến thành thiên đường cho lũ trộm cướp hoành hành. Ở cuối phần trước, người đàn ông da đen Xander trải qua bao khó khăn mới đến được siêu thị nhà bạn gái Teresa thì phát hiện nơi này đã bị một đám cướp chiếm đóng. Vì Teresa đang mang thai ở những tháng cuối nên để cho cô có đủ thức ăn sống qua ngày, Xander không còn lựa chọn nào khác đành phải trở thành tay sai của tên đại ca, đi bán đồ ăn trong siêu thị với giá cao để kiếm tiền.
Lúc này bên ngoài khu cách ly, tiến sĩ Sabin thuộc CDC đang phát điên lên vì lại có người đăng tải lên mạng những video về cảnh chết chóc. Bên trong khu cách ly, bà Sabin cảnh cáo sở trưởng Besser của sở cảnh sát Atlanta. Bắt đầu từ bây giờ, mọi thông tin trên các phương tiện truyền thông đều phải là thông tin tích cực. Ngay lúc này, thiếu tá Lex bước vào sau khi được Leo nhiều lần nhắc nhở anh đã nghĩ thông suốt quyết định từ bỏ thân phận là người phát ngôn của sở cảnh sát. Song tiến sĩ Sabin lại như có thù oán gì với Lex, lại giao cho anh một nhiệm vụ mới. Bà ấy đã liên lạc với sở quản lý khẩn cấp chuẩn bị 50.000 phần thức ăn cho khu cách ly, nên muốn để cho Lex phụ trách đi phân phát chỗ thức ăn này. Thiếu tá Lex nghe xong có hơi xúc động, cuối cùng bà Sabin cũng có chút tình người rồi. Sau khi anh đang chuẩn bị bàn bạc kế hoạch hành động với cảnh sát trưởng Besser thì tiến sĩ Sabin lại chen lời vào. Trước ngày mai cậu bắt buộc phải mang hết chỗ đồ ăn này vào bên trong khu cách ly. Lex nghe xong đứng hình tại chỗ, đùa nhau à. Trong đó nhân lực thì đang thiếu, muốn xử lý một số lượng lớn đồ ăn như vậy phải lên kế hoạch chi tiết mới được. Nhưng bà Sabin lại nói để lâu thì đồ ăn sẽ hỏng mất, muộn một ngày thôi cũng có thể xảy ra bạo động. Lex nghĩ thầm trong lòng bà thích đi thì đi mà làm, nhưng miệng thì vẫn không dám cãi lời, đành phải gật đầu nhận nhiệm vụ. Giờ thì đến lượt Jack rơi vào thế khó, bên trong khu cách ly chỉ còn vài cảnh sát mà thôi. Trước ngày mai chắc chắn không xong được, Lex tỏ thái độ kiên quyết, không xong cũng phải làm, cụ thể sẽ chia làm hai bước. Lex sẽ phụ trách vận chuyển đồ ăn vào trong, còn Jack phụ trách phân phát, đơn giản mà đúng không? Sau đó Lex ném chìa khóa nhà của mình cho Jack, nhờ Jack đưa cho bạn gái của mình là Jana, để cô trong đó nhờ vả cho tiện. Chiều hôm đó, tiến sĩ Sabin tự mình mở họp báo nói rằng chính phủ đang cho phân phát lương thực trong khu cách ly, đồng thời thông báo địa điểm nhận tiếp tế. Jana, bạn gái của Lex, cũng đã xem được tin tức này. Cô cùng một vài người đồng nghiệp chỉ ở trong công ty nên cũng gặp phải vấn đề thiếu thốn lương thực. Nhưng hiện giờ dưới tầng hầm của công ty đang bị một đám thanh niên đua xe chiếm đóng, muốn ra ngoài thì phải vượt qua được cửa ải này. An toàn là hàng đầu, nên Jana quyết định sẽ một mình đến nơi nhận tiếp tế. Chớp mắt cái đã sang ngày hôm sau, Lex ở bên ngoài khu cách ly đang chỉ đạo cấp dưới, chuẩn bị vận chuyển lương thực vào bên trong. Do trong đó chỉ còn 6 cảnh sát phụ trách giữ gìn trật tự mà thôi nên phải tiến hành từ từ, chú ý an toàn. Hiện giờ Jack có lẽ là người bận nhất. Người dân đã tập trung rất đông ở địa điểm nhận lương thực tiếp tế. Anh không những phải điều phối cho mọi người xếp hàng ngay ngắn mà còn phải giữ khoảng cách nhất định để tránh lây nhiễm. Phải nói là bà Sabin làm việc quá tắc trách, mọi người tập trung như vậy không phải là khiến cho virus càng có cơ hội lây lan hơn sao. Thùng đồ ăn đầu tiên vừa tiếp đất, những người dân đã chịu đói nhiều ngày bắt đầu không mà nguy hiểm, chỉ muốn có được thức ăn càng nhanh càng tốt. Trong đám đông, Jack nhìn thấy một bé gái tay cầm gấu bông đang mò thùng rác tìm đồ ăn. Anh định chạy đến hỏi thăm thì phát hiện ra cô bé đã bị nhiễm bệnh nên đành phải bảo đồng nghiệp đưa bé gái này về bệnh viện. Không lâu sau đó, Jana cũng đã đến nơi. Jack đưa cho cô một thùng đồ ăn, sau đó lấy chìa khóa nhà Lex ra. Jana nhận được chìa khóa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi Jack vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì đã thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ thì một sự việc không ngờ tới đã xảy ra. Khi người dân đang nhận lương thực do chính phủ trợ cấp thì đột nhiên một đám cướp đã xông tới. Bọn chúng tên nào tên nấy đều cầm vũ khí trong tay, lực lượng còn đông hơn cả cảnh sát. Mục đích của chúng rất rõ ràng, đó là cướp hết tất cả lương thực. Jack đương nhiên là không để yên được rồi. Song tên đại ca liền nói ai dám ngăn cản thì hắn sẽ sai đàn em nổ súng về phía người dân. Do nhân lực thiếu thốn nên Jack cuối cùng đã lựa chọn cách thức thỏa hiệp, đành phải trơ mắt đứng nhìn. Đám cưới mang từng thùng lương thực đi, Jack hết nước hết cái khuyên nhủ tên đại ca, cướp đồ ăn của mọi người thì khác nào cướp đi mạng sống của họ đâu. Song không ngờ chúng đã lên kế hoạch hết rồi, chỗ lương thực này sẽ bán lại cho người dân, không ngờ là tên này cũng có đầu óc kinh doanh đấy chứ. Thiếu tá Lex sau khi biết được chuyện này cũng không thể nghĩ ra cách nào hay hơn, trong đó chủ yếu là thường dân. Nếu để xảy ra tranh chấp bằng súng thì chắc chắn sẽ có thương vong. Anh đem hết những bức xúc của mình để dồn lên người bà Sabin, song bà ta lại chối bỏ trách nhiệm. Hiện giờ ai cũng đã biết bà đã điều động đủ lương thực để tiếp tế trong khu cách ly. Còn về việc khi phân phát xảy ra vấn đề vừa rồi thì không thuộc trách nhiệm của bà ta. Giờ thì coi như Lex đã nhìn thấu người phụ nữ này rồi. Anh quay về khuyên lãnh đạo của sở cảnh sát, nếu để cho loại người như Sabin tiếp tục ngồi đó chỉ tay năm ngón, chỉ tình hình bên trong khu cách ly chỉ càng toang mà thôi. Song cảnh sát trưởng Besser lại nói với anh, bà Sabin là do bên trên cử xuống, hơn nữa còn có chống lưng là cục điều tra liên bang. Cảnh sát địa phương như chúng ta không thể động vào được, làm không xong thì cơm cũng không có mà ăn đâu. Lex cảm thấy lời của cấp trên dường như đang có ẩn ý gì đó. Nghĩ lại những hành động mờ ám của Sabin, anh càng cho rằng bên trên có vẻ như đang che giấu một số sự việc nào đó. Quả nhiên không lâu sau, những suy đoán của Lex đã được xác minh. Jack đến tìm Lex, nói rằng có chuyện quan trọng cần báo cáo. Cô giáo Katie đã phát hiện dịch bệnh lần này có gì đó rất kỳ lạ. Cô từng đến chỗ người phụ trách của bệnh viện để xác nhận tại sao thời gian tử vong của nữ bác sĩ và bạn trai của cô ấy lại trước thời gian tử vong của F0 Said. Và còn tại sao trước khi virus bùng phát lại có người đem chuột bạch dùng để thí nghiệm đến bệnh viện. Phải biết rằng bệnh viện này không được dùng với mục đích nghiên cứu. Lẽ nào ở thời điểm đó bệnh viện đã sớm biết đến sự tồn tại của loại virus này ư?
Sau khi thấy nhân viên phụ trách của bệnh viện ấp á ấp úng trước những câu hỏi này, Katie lại càng kiên định hơn với những suy đoán của mình. Cô đi đến bàn tiếp nhận bệnh nhân, phát hiện sổ ghi chép danh sách bệnh nhân còn rất mỏng, có trang bị xé vẫn còn sót lại một góc. Katie cho rằng có người đang cố tình tiêu hủy chứng cứ nên liền đến tìm Jack để bàn bạc. Jack lúc này đang vô cùng mệt mỏi vì vụ việc cướp lương thực sáng nay. Đến chiều khi đang giúp bệnh viện thiêu xác, anh phát hiện bé gái lúc sáng đã chết. Không ngờ là sinh mệnh con người lại mong manh đến vậy. Song Jack đã lập tức lấy lại tinh thần vì anh biết nếu những suy đoán của Katie là thật, vậy thì F0 đầu tiên chắc chắn không phải là người đàn ông đến từ Trung Đông mà là nữ bác sĩ kia hoặc là bạn trai của cô ấy. Những chuyên gia phòng chống dịch bệnh mà nhân dân tin tưởng rất có thể đang che giấu chuyện gì đó. Jack liền nhớ ra trước đó khi anh xử lý thi thể của nữ bác sĩ kia và anh bạn trai thì không thấy có bất cứ đồ đạc cá nhân nào cả, đặc biệt là người bạn trai. Căn bản không thể phân biệt được đó là anh ta, giống như là đã có ai đó động tay vào trước vậy. Jack càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai nên đã lập tức báo cáo lại chuyện này cho Lex. Lex đã sớm cảm thấy dịch bệnh này có gì đó khuất tất. Anh nói nhỏ với Jack chúng ta phải tìm cho ra chứng cứ. Ví dụ như những đoạn băng được camera trong bệnh viện quay lại chẳng hạn. Jack nói sẽ cố gắng hết sức. Khi anh rời khỏi thùng container thì một cảnh sát đầu trọc đi từ đầu kia ra. Anh ta tên là Max, vốn là cấp dưới của Lex. Ban ngày lúc đang điều phối lương thực thì sợ ý ngã từ trên thùng hàng xuống khu cách ly. Lex làm đúng theo như quy định, cấm không cho Max trèo lại ra ngoài. Bảo anh ta ở lại đó giúp Jack giữ gìn trật tự bên trong khu cách ly. Ai ngờ Max không hề đến tìm Jack để báo cáo, mà lại thần thần bí bí dùng bộ đàm liên lạc với cảnh sát trưởng Besser, nói nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra anh ta là cố tình vào trong khu cách ly, không biết là cảnh sát trưởng Besser đã bí mật giao cho anh ta nhiệm vụ gì nữa, mà lại giấu tất cả mọi người, kể cả cấp trên của mình là Lex. Jack và Katie ở trong bệnh viện đang thảo luận về việc thu thập chứng cứ. Khi hai người đi qua hành lang thì Katie đã gặp lại một người quen đang ở trong phòng cách ly. Đó chính là chị gái của cậu bé Thomas, trước đó đã được bố đón đi. Người chị gái này nói với Katie hai ngày sau khi bố cô đón em trai về nhà thì ông ấy đã tử vong vì nhiễm virus, còn cô thì bị đưa đi cách ly ở đây. Ở nhà chỉ còn một mình thằng bé mà thôi, mong rằng cô giáo có thể để ý đến em trai của mình. Jack quyết định sẽ cùng Katie đến tìm Thomas. Hai người đến được nhà Thomas, quả nhiên bố cậu bé đã chết. Song cậu bé thì không thấy đâu, hai người khi đang đi tìm thì đụng độ với một đám đua xe. Đám người này coi trời bằng vung, không thèm coi cảnh sát ra gì. Jack không nhịn được nữa rồi, liền nổ súng khiến một tên ngã lăn ra đất, như vậy mới có thể đuổi được đám người này đi. Không ngờ là an ninh trật tự lại có thể loạn đến mức độ như thế này. Sau đó hai người đã tìm thấy Thomas đang ngồi trên ghế ở công viên. Cậu bé đang đưa nước cho một người đã bị nhiễm virus. Mồ hôi của anh ta nhỏ giọt lên tay cậu bé, song cậu bé lại không hề tỏ ra sợ hãi gì cả. Sau đó Thomas được đưa về bệnh viện để cách ly theo dõi. Đây là lần thứ hai cậu bé có tiếp xúc gần với F0. Nếu lần này Thomas vẫn không sao cả thì chứng tỏ trong người cậu bé có thể mang kháng thể chống virus. Điều này rất giúp ích rất lớn cho việc nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh. Cùng lúc đó, Lex bên ngoài khu cách ly đang nghĩ cách để điều tra camera của bệnh viện. Đột nhiên, cảnh sát trưởng Besser cho hay, do việc phân phát lương thực trước đó do Lex phụ trách bị thất bại, nên Sabine đã điều động vệ binh quốc gia Hoa Kỳ đến đây tiếp nhận công tác cách ly. Lex nghe xong tức giận đùng đùng, sự việc đó rốt cuộc là lỗi của ai, tại sao lại bắt chúng tôi đứng ra chịu trận? Cảnh sát trưởng Besser liếc mắt rồi nói, lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu à? Lex cũng đâu có ngu, anh lập tức hiểu ra tất cả đều là do tiến sĩ Sabine cố ý làm ra. Mục đích chính là muốn thâu tóm mọi quyền lực vào trong tay mình. Lúc này anh càng chắc chắn hơn, dịch bệnh lần này còn có rất nhiều bí ẩn đang bị che giấu. Lex hạ quyết tâm nhất định phải tìm cho ra sự thật để trả lại công bằng cho người dân. Tình hình bên trong khu cách ly đang ngày một tồi tệ hơn, song ở bên ngoài cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường. Trên TV đang thảo luận rất sôi nổi về trận bóng sắp diễn ra, coi như chỉ cần tôi không nhìn thấy thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nam chính Lex vẫn không từ bỏ việc điều tra ra chân tướng của dịch bệnh lần này. Anh đến tìm blogger Leo, nói rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã lừa gạt người dân về nguồn gốc của F0. Mặc dù Leo vẫn đang cảm thấy rất tự trách vì hai người đồng nghiệp đã mất vì virus khi ở trong khu cách ly thu thập đề tài cho mình, nhưng việc nào vẫn phải ra việc đấy. Nghe Lex nói xong, Leo cũng cảm nhận được phía chính phủ đang cố ý che giấu điều gì đó. Nhưng vấn đề hiện giờ là nếu Lex dùng quyền hạn của mình để điều tra camera của bệnh viện trung tâm thành phố Atlanta thì rất có thể sẽ bị cấp trên phát hiện. Leo thì lại khác nên đã liền nghĩ ra cách, đó là chỉ cần làm giả một tờ giấy khám xét là được. Quả nhiên không bao lâu sau Leo đã thuận lợi có được thứ cần có, nhưng tiếc là những video này đã bị người khác xóa đi các phần quan trọng, phải khôi phục lại thì mới được. Lex liền nghĩ ra một người, đó chính là cô bạn gái của mình Jana. Cô là chuyên gia trong lĩnh vực này, song có điều muốn đưa được những đoạn video này đến tay Jana không phải là một chuyện đơn giản. Hiện giờ quân đội của chính phủ thực hiện canh phòng rất nghiêm ngặt, Lex mượn cớ là đem đạn đến cho Jack, khó khăn lắm mới được gặp cậu bạn thân của mình. Anh dặn dò Jack dù có thế nào thì cũng phải đem bằng được thứ này đến tận tay Jana. Lex sau khi ra khỏi thùng container còn phải bị kiểm tra để tránh đem đồ bên trong ra ngoài. Có thể thấy một thiếu tá như anh giờ lại thảm hại đến mức độ như thế nào, còn Jana hiện giờ cũng không sống tốt hơn là bao.
Mặc dù vừa mới được nhận một thùng lương thực tiếp tế nhưng đầu người thì quá nhiều, chẳng biết sẽ cầm cự được bao lâu, giờ lại còn có thêm rắc rối khác. Đó là dây điện của điều hòa trong văn phòng đã bị đứt. Sam, nhân viên phụ trách giám sát bảo trì thiết bị, liền xung phong nhận việc. Mấy việc như thế này anh ấy đều rất hạo. Jana sợ Sam sẽ gặp nguy hiểm nên quyết định đi cùng anh. Phòng phân phối điện nằm ở tầng hầm nơi mà trước đó bị một nhóm đua xe chiếm đóng, hình như bọn chúng đã bỏ đi rồi. Dưới đất toàn những rác là rác, trong tủ còn có một cái xác chết, có vẻ là nhân viên trực ban ở đây. Hai người cũng không có tâm trí đâu mà lo chuyện bao đồng, đi thẳng đến phòng phân phối điện. Sam thao tác rất chuyên nghiệp, đường điện đã nhanh chóng hoạt động trở lại, mọi người lại có thể dùng điều hòa được rồi. Song bọn họ chưa thể vui mừng được vì qua camera thấy rằng có hai người đang đứng ở cửa muốn vào trong này. Jana nhận ra đây không phải là Xander hay sao, anh ta trước đó từng đến đây để truyền lời của Lex đến cô, hơn nữa bên cạnh Xander là Teresa đang mang thai. Jana không do dự gì liền mở cửa thang máy, quyết định giữ hai người ở lại đây. Teresa cuối cùng cũng đã tìm được một nơi để an tâm sinh con, cô vô cùng hạnh phúc chuẩn bị đồ đạc cho đứa con sắp chào đời. Trước đó nhà của cô là ở siêu thị đã bị một đám cướp chiếm đóng. Xander khi đang giúp chúng vận chuyển đồ đạc thì phát hiện ra một tên bị hắt xì, anh giật mình thon thót. Vì thế ngày hôm sau liền đến tìm bạn gái, đề nghị hai người cùng rời khỏi siêu thị. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Teresa, anh liền đến thương lượng với tên đại ca. Đàn em của anh bị nhiễm bệnh rồi, tôi và bạn gái có thể đến chỗ khác để sinh con được không? Tên đại ca độc ác tàn nhẫn hơn bất cứ ai, đi thẳng vào căn phòng mà đàn em bị nhiễm bệnh đang ở. Sau đó một tiếng súng vang lên, song Xander vẫn một mực muốn rời khỏi nơi này. Anh đến tìm mẹ của Teresa để cầu cứu. Ngay lúc này một cảnh sát bước vào trong siêu thị, đó chính là Max, người đã nhận nhiệm vụ bí mật của cảnh sát trưởng Besser. Anh ta phản ứng rất nhanh, biết mình đã sa vào hang cọp, liền lật mặt nói muốn gia nhập vào băng nhóm xã hội đen, có thể giúp chúng thu được một khoản lớn. Hơn nữa, Max còn nói mình có điện thoại vệ tinh có thể liên lạc được với bên ngoài, song có điều cấp trên sẽ gọi điện thoại kiểm tra hàng ngày. Nếu như không phải anh ta nghe máy thì sẽ lập tức cắt đứt đường dây. Tên đại ca nghe xong liền từ bỏ ý định giết Max, giơ tay biểu thị hoan nghênh gia nhập băng nhóm. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, mẹ của Teresa lập tức quyết định sẽ giúp con gái rời khỏi đây. Bằng cách để cho Xander đưa Teresa trốn ra bằng cửa sau, con bà sẽ giữ chân bọn chúng rồi tìm cơ hội trốn sau. Với sự giúp đỡ của mẹ mình, Teresa và bạn trai thành công đến được công ty của Jana. Khi cô đang sắp xếp lại đồ trẻ sơ sinh do mẹ mình đã chuẩn bị trước đó thì bỗng thấy trong túi đồ có một chiếc điện thoại vệ tinh. Đây không phải là của Max sao? Tại sao nó lại ở đây? Lúc này trên màn hình xuất hiện hai bóng người, đó chính là mẹ của Teresa đang bị một tên cướp dí súng vào đầu. Mọi người không còn cách nào khác đành phải mở thang máy cho hai người kia lên. Ngoài ra hắn ta đến để đòi lại chiếc điện thoại. Jana hiểu được ý đồ của bọn này, chúng chỉ muốn kiếm tiền chứ không có ý định giết người, thế nên đã lấy hết dũng khí mở cửa ra. Ai ngờ sau khi lấy lại được chiếc điện thoại vệ tinh, tên cướp lại không muốn thả người mà còn chuẩn bị bắt cả Jenner về cùng, vì tên đại ca đã dặn dò việc buôn bán ở siêu thị phải cần đến hai người. Khi hai bên đang giằng co thì Jack bỗng xuất hiện. Cảnh sát đã đến, tên cướp cũng không dám làm liều nên đành phải tay không rời khỏi nơi này. Lần này Jack đến là để đưa video cho Jana, không ngờ lại có thể cứu mọi người một mạng. Jana vô cùng cảm kích anh. Sau đó cô bắt đầu tiến hành khôi phục dữ liệu, song cô đã phát hiện dữ liệu không những đã bị xóa mà còn được cài cả mật khẩu. Muốn khôi phục lại phải tốn không ít thời gian. Lúc này dưới tòa nhà bỗng phát ra tiếng súng, mọi người vội vã ra kiểm tra camera thì phát hiện nhóm đua xe trước đó chiếm đóng tầng hầm đã quay lại. Jack vừa nhìn liền nhận ra bọn này chính là tên tội phạm bị theo dõi nghiêm ngặt. Trong đó phần lớn đều là những thanh niên có xu hướng thích sử dụng bạo lực. Bọn chúng chắc chắn là nhận được tin từ đám cướp trước đó. Ở tầng 1 có rất nhiều loại hóa chất dùng có thể kết hợp lại thành ma túy. Lần này chúng có lẽ đến để cướp những thứ này. Lúc này Sam lên tiếng nhắc nhở mọi người, mặc dù thang máy có cài mật mã nhưng bọn chúng vẫn có thể trèo lên đây qua đường ống thông gió và cả cửa thoát hiểm trên mái nhà nữa. Vì vậy mọi người liền bắt đầu chia nhau ra hành động, Jake và một người đồng nghiệp của Jana sẽ chắn ở cửa thoát hiểm, những người còn lại chốt chặt ở ống thông gió của công ty. May mà Jake hành động nhanh nhẹn, vừa mới lên trên mái nhà đã gặp hai tên trong băng nhóm đua xe đi trước dò đường. Với sức chiến đấu của Jake, đối phó với hai tên này còn dễ hơn ăn kẹo. Sau khi dễ dàng xử lý hai tên này, Jack đóng chặt cửa thoát hiểm lại. Còn Jana đang cùng mọi người dùng bàn làm việc để chặn lối lên của ống thông gió. Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng động dưới sàn nhà, bọn chúng đã đến. Mọi người dùng lực giữ chặt bàn nhưng đối phương quá khỏe đã sắp chui lên đến nơi. Trong lúc cấp bách, Jana lấy ra một bình khí ga. Sau khi đánh lửa thì phun liên tục xuống phía dưới, cuối cùng đã đuổi được chúng đi. Mặc dù đã tạm thời an toàn nhưng ai nấy đều đã kinh hãi một phen. Một người còn liên tục phàn nàn, cứ đưa đồ cho chúng là được, làm gì mà cứ phải đối đầu như vậy. Khi Jack sau khi chốt chặt cửa thoát hiểm trở về thì Jana phát hiện người đồng nghiệp mà trước đó cứ than vãn không thấy đâu nữa rồi. Nhìn thang máy đang chạy, nói không chừng anh ta thật sự đi xuống đó đàm phán với nhóm đua xe rồi. Sau ngay sau đó một sự việc kỳ lạ đã xảy ra, thang máy đi xuống tầng 1 vẫn không thấy dừng lại, mà lại đang đi ngược lên tầng 8. Mọi người hồi hộp nhìn về phía thang máy, khi cửa thang máy mở ra một cái xác chết đổ ra, đó chính là người đồng nghiệp trước đó đã đi xuống tầng 1. Jack ngay lập tức ngăn mọi người đang muốn lại gần kiểm tra.
Quả nhiên trong thang máy vẫn còn một tên du côn đã bị nhiễm bệnh. Ai nấy đều vô cùng kinh hãi, tên này chắc chắn đã bị lây nhiễm tập thể. Hành động sắp tới của bọn chúng sẽ còn điên khùng hơn nữa cho xem. Nhưng mọi người cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể nắm bắt thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Không bao lâu sau, điện của tòa nhà đột nhiên bị tắt, không ngờ là mấy tên đua xe kia đã cắt đứt nguồn điện. Lúc này bên trong thang máy bỗng có tiếng động, Sam liền hiểu ra ngay. Khóa thang máy bị vô hiệu do mất điện, bọn chúng rất có thể đang trèo lên từ giếng thang máy. Jana lập tức nghĩ ra, chỉ cần khôi phục lại nguồn điện là được rồi. Cô biết có một chỗ có điện dự trữ, Jack muốn đi cùng, song Jana lại từ chối. Vì chỗ đó ở rất gần đây, nội trong 5 phút cô sẽ quay về. Jana vừa đi không lâu thì băng nhóm đua xe đã trèo lên đến nơi. Khi chúng chuẩn bị mở cửa thang máy ra thì may là đã có điện kịp thời. Đồng nghiệp của Jana lập tức khởi động khóa thang máy. Một lần nữa ngăn chặn được băng nhóm đua xe, nhưng tình hình lúc này không được lạc quan cho lắm. Jana vừa khôi phục được nguồn điện thì đã thấy được camera. Ngày càng nhiều những tên du côn đang xông vào tòa nhà. Cô vội vã chạy về để báo tin thì đang đi lên cầu thang cô phát hiện tên cướp trước đó đã bị giết chết. Song điện thoại vệ tinh vẫn còn ở trên người hắn, Jana lập tức nhặt lên, gọi cho bạn trai là thiếu tá Lex để cầu cứu. Lex nghe thấy giọng của bạn gái thì vô cùng sốt ruột. Trong điện thoại đột nhiên phát ra tiếng hét thất thanh của Jana, hóa ra cô đã bị một tên trong băng nhóm đua xe tấn công. May mà tên này cũng khá yếu nên đã bị Jana đánh gục. Nhưng chiếc điện thoại đã bị rơi hỏng, Jana còn chưa kịp thở hơi nào thì phát hiện phía sau có rất nhiều tên khác đang đuổi theo, nên vội vã mở cửa an ninh để chạy về công ty. Nhưng không ngờ là những tên này đều đã có chuẩn bị từ trước. Chúng dùng cưa điện để phá cửa, phải làm sao đây? Lần này có mà trốn đằng trời, nên phải quyết chiến một trận thôi. Lex ở bên ngoài khu cách ly đang vô cùng sốt sắng, song anh hiện giờ cũng lực bất tòng tâm. Từ sau khi mọi công việc của khu cách ly được bàn giao cho quân đội, chỉ huy Richard của quân đội chính phủ có vẻ như rất xem thường cảnh sát địa phương, đã điều họ đi nhổ cỏ xung quanh khu vực, nói là để dọn dẹp vùng hòa hoãn xung đột. Lex đương nhiên không chịu, chạy đến nói lý với chỉ huy. Kết quả công việc nhổ cỏ vẫn phải tiếp tục làm, hơn nữa anh còn trở thành cái gai trong mắt ông ta. Bạn gái của mình đang gặp nguy hiểm trong kia nên Lex đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ được, nên đã quyết định bí mật lẻn vào trong để gặp Jana. Anh ngắt nguồn điện hàng rào cách ly một cách rất thuần thục, sau đó tìm một khu vực vắng người qua lại. Nhưng khi đang chuẩn bị trèo lên thì đã bị chỉ huy Richard bắt ngay tại trận. Giờ thì hay rồi, bạn gái vẫn chưa cứu được, giờ lại còn tự đặt mình vào thế khó. Không biết tiếp theo đây Lex sẽ phải chịu hình phạt gì đây? Jana đang gặp nguy hiểm sẽ xử lý như thế nào? Trong khi những dữ liệu của bệnh viện còn chưa được khôi phục, không biết rằng trong đó sẽ là những gì đây? So với tình thế của các nhân vật chính lúc này, cho dù có được chứng cứ trong tay cũng rất khó để vượt qua sóng gió lần này. Chúng ta cùng xem họ sẽ hóa nguy thành cơ như thế nào nhé. Khu cách ly có virus lây lan đã bị phong tỏa 9 ngày, nguồn lương thực đang ngày một khan hiếm. Người dân bên trong bắt đầu đập phá hàng rào phong tỏa, những phần tử tội phạm càng lúc càng lộng hành hơn. Lúc này một nhóm cướp đang đột nhập vào một công ty lưu trữ hóa chất. Những người đang lánh nạn bên trong vô cùng lo lắng. Nếu như để hóa chất rơi vào tay chúng thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Thấy cửa cách ly sắp bị cắt thành đôi, Jana liền nghĩ ra một cách. Cô nhớ ra trong phòng thí nghiệm có rất nhiều vật dễ gây cháy nổ, thế nên tiếp theo đây họ sẽ mang hết những thứ này đặt ở một nơi dễ nhìn thấy. Sau đó Jana đưa tất cả mọi người trốn vào một căn phòng khác. Chỉ một lúc sau bọn cướp đạp cửa xông vào, mục đích của bọn chúng chính là đến cướp hóa chất. Những tên này vừa vào liền chú ý đến chỗ đồ vật dễ cháy nổ đặt ở trên bàn. Cảnh sát Jack trốn ở một góc, thấy thời cơ đã chín muồi, liền không do dự gì mà nổ súng về phía đống đồ đó. Kế hoạch của Jana đã thành công, khắp căn phòng sộc lên một mùi hăng hắc, tất cả những tên du côn đều đã tử vong tại chỗ. Khi ai nấy vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên một tên trong số đó bật dậy, cắn mạnh vào vai mẹ của Teresa. Mặc dù tên này đã nhanh chóng bị hạ gục, nhưng ai mà biết liệu hắn có bị nhiễm bệnh hay không. Do vậy vì không muốn liên lụy đến con gái, bà tự nguyện ra ngoài cách ly một mình. Teresa không nỡ rời xa mẹ, nhưng với tình hình hiện giờ thì quả thực không còn cách nào khác tốt hơn nữa. Cuối cùng cô chỉ có thể gạt nước mắt nhìn mẹ cứ thế rời đi. Còn Jack thì cũng đến lúc phải đi rồi. Jana lúc này cũng đã khôi phục xong dữ liệu của bệnh viện. Jack còn một sứ mệnh quan trọng hơn cần phải hoàn thành, đó chính là điều tra cho ra nguồn gốc của dịch bệnh này. Việc đầu tiên khi anh quay về bệnh viện là cùng cô giáo Katie nghiên cứu đoạn video được camera quay lại. Kết quả đúng như những gì đã dự đoán, CDC đã lừa gạt tất cả mọi người. Trên màn hình, nữ bác sĩ kia trước khi tiếp xúc với F0 đến từ Trung Đông đã thân mật với bạn trai của cô ấy. Người bạn trai này khi đó đã biết mình bị nhiễm virus. Sau khi nhận vài cuộc điện thoại, anh ta đã giấu hết những đồ vật trên người đi và bắt đầu tự cách ly ở phòng riêng. Điều này có nghĩa là bạn trai của nữ bác sĩ kia mới chính là F0 thật sự. Jack biết được sự thật liền lập tức hẹn gặp Lex ở địa điểm cũ mà hai người vẫn thường gặp nhau. Jack rất tò mò tại sao Lex lại mặc đồ bình thường. Lex nói với một giọng ấm ức rằng mình đã bị đình chỉ công tác. Hôm qua vì muốn đến cứu bạn gái, anh đã lẻn vào khu cách ly và bị quân đội tóm được. Mặc dù cảnh sát trưởng Besser đã xin xỏ hết lời để giúp cho Lex khỏi bị phạt, song Lex không hề thành tâm hối cải, lại muốn cảnh sát trưởng giúp mình điều tra xem Jana liệu có gặp nguy hiểm hay không.
Cảnh sát trưởng Besser trong lúc tức giận đã quyết định đình chỉ anh, nhưng Lex vẫn không hề bỏ cuộc mà đã đến tìm tiến sĩ Sabine cầu xin bà cho phép mình được ra vào cửa khu cách ly. Anh muốn gặp Jack để biết xem bạn gái mình hiện giờ ra sao. Không ngờ tiến sĩ Sabine vừa nghe xong thì liền đồng ý, nhưng chỉ cho phép một lần duy nhất, khó khăn lắm mới gặp được Jack. Việc đầu tiên anh làm chính là hỏi thăm về tình hình của Jana. Sau khi biết được cô vẫn an toàn thì mới có thể tạm thời yên tâm. Sau đó Jack đưa USB có chứa video trong bệnh viện cho Lex, bảo anh điều tra rõ lai lịch của bệnh nhân F0 thực sự. Lex liền lập tức đến tìm blogger Leo. Những việc như thế này anh ta là người thuần thục nhất. Leo cũng không làm Lex thất vọng, rất nhanh đã có được một số thông tin. F0 thực sự này tên là Henry, là tiến sĩ ngành vi sinh vật. Nhưng về lý lịch công tác sau này thì không thấy trên mạng có bất cứ dấu tích gì cả. Rõ ràng là đã có ai đó cố tình che giấu lai lịch của người này. Cụ thể thì phải tìm người trong ngành thì mới biết được. Lúc này Lex bỗng nhận được tin nhắn của tiến sĩ Sabine bảo anh đến trung tâm chỉ huy một chuyến. Tiến sĩ Sabine vừa xuất hiện liền khôi phục lại chức vụ cho Lex, nói rằng có một nhiệm vụ khẩn cấp cần anh xử lý. Trong khu cách ly có một đứa trẻ con có thể giúp ích cho việc nghiên cứu ra thuốc chữa, nên cần Lex vào đó để đón đứa bé đó ra. Ngoài ra, hai ngày trước, một chuyên gia nghiên cứu virus tên là Victor ở bên trong khu cách ly đang cùng với một vài người khác làm thí nghiệm trên chuột bạch. Trước đó, cậu bé Thomas sau khi tiếp xúc với bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh nhưng không hề xuất hiện triệu chứng gì cả. Victor cho rằng bên trong cơ thể cậu bé này rất có thể có một loại kháng thể chống virus, thế nên đã rút lấy huyết thanh của Thomas rồi tiêm vào trong cơ thể của chuột bạch. Không ngờ rằng những con chuột này đã sống sót sau 48 giờ đồng hồ. Có điều trong quá trình làm thí nghiệm, một bác sĩ đã bị một con chuột cắn vào tay, thế nên bác sĩ này đành phải bị đưa đi cách ly. Sau đó Victor hồ hởi báo cáo lại chuyện kháng thể cho thầy giáo của mình, nhưng không ngờ đối phương lại tạt ngay một gáo nước lạnh, nói rằng dù mọi việc có diễn ra thuận lợi đi nữa thì muốn nghiên cứu ra vaccine cũng phải cần ít nhất là 9 tháng. Những người trong khu cách ly liệu có thể chờ đến ngày đó được hay không? Song Victor vẫn không hề từ bỏ. Sau khi thí nghiệm, anh đã có một phát hiện mới. Cơ thể của Thomas có cơ chế tự động chống lại virus, có nghĩa là trong tế bào của cậu bé có chứa mô hình sinh học của thuốc chữa. Đây là một phát hiện rất quan trọng. Victor lập tức báo cáo lại cho CDC. Tiến sĩ Sabine liền quyết định sẽ đưa Thomas ra ngoài để nghiên cứu thuốc chữa bệnh, vì các thiết bị của CDC được coi là tiên tiến nhất cho đến hiện tại. Victor có hơi hụt hẫng, không ngờ rằng mình cố gắng bao lâu nay kết quả lại bị tiến sĩ Sabine cướp mất công. Lex sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu bé Thomas ra ngoài. Anh nhanh chóng đưa ra phương án lối đi mà anh và Jack hay gặp nhau đã bị rất nhiều người nhòm ngó. Nếu như đón Thomas ra bằng con đường này thì chắc chắn sẽ dẫn đến bạo động. Anh dự định sẽ mở một cổng ra tạm thời ở một nơi ít người qua lại. Rồi 7 giờ sáng mai bảo Jack đưa người đến. Đêm hôm đó Leo đến tìm Lex, nói là đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Hai người trước khi dịch bệnh bùng phát, bệnh nhân F0 Henry đã nhận được một kiện hàng sinh vật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC gửi đến. Mặc dù bên trên không hề ghi là bên trong là mẫu virus hay gì, nhưng CDC chắc chắn có phải có ghi chép bản sao. Lex có thể dùng quyền hạn của mình để điều tra rõ hơn. Sau lúc này Lex có một việc quan trọng hơn cần phải làm. So với chân tướng về dịch bệnh thì việc tìm ra thuốc chữa quan trọng hơn gấp nhiều lần. Do nguyên tắc bảo mật nên anh không thể nói chuyện này cho Leo biết được. Điều này khiến Leo rất tức giận, liền đập mạnh cửa xe rồi bỏ đi. Lex cảm thấy rất áy náy. Chuyện điều tra virus là do chính anh khởi xướng lên. Việc cần làm lúc này là điều tra về thông tin của kiện hàng kia. Mặc dù không biết bên trong cụ thể là gì, nhưng Lex đã tra ra người thanh toán cước phí vận chuyển lại là Victor, người đang phụ trách nghiên cứu bên trong khu cách ly. Dựa vào manh mối này có thể sẽ tìm ra được nhiều thông tin hơn nữa. Lúc này Lex đã đến được bên rìa của khu cách ly, đưa cậu bé Thomas ra ngoài mới là chuyện quan trọng nhất. Thấy quân đội đang tập hợp rất đông bên trên cổng ra tạm thời, hơn nữa còn có người đang dùng cưa điện cắt thùng container. Lex liền chạy đến chất vấn chỉ huy Richard, ông sợ mọi người bên trong không biết việc chúng ta đang làm à. Nhưng ông ta lại không thèm quan tâm nói, tôi chỉ đạo cấp dưới làm việc, lại cần cậu phải lên tiếng à. Ngày hôm sau trước khi rời khỏi, Thomas sắp được đưa ra khỏi khu cách ly, lưu luyến chia tay với các bạn. Một cô bé còn thơm lên má Thomas coi như lời chào tạm biệt. Lúc này Lex đang ở bên ngoài khu cách ly, đã chuẩn bị sẵn sàng, đến cả tiến sĩ Sabine cũng tự mình đến chỉ đạo. Thì có thể thấy việc này quan trọng đến thế nào, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ Jack đưa Thomas đến nữa thôi. Lúc này Jack và Katie đang đẩy một chiếc xe chở rác, Thomas đang nằm trong chiếc túi đen bên trên. Với màn ngụy trang này, họ thuận lợi đến được địa điểm đã định. Sau khi đưa Thomas vào trong cổng ra tạm thời, Lex và tiến sĩ Sabine vội vã đi lên tiếp ứng. Khi hai người đang chuẩn bị đưa cậu bé đi thì một vài binh lính bỗng xông vào bên trong, không được đưa cậu bé đó đi. Katie và Jack chưa đi được bao xa thì liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thomas. Hai người nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì cả. Cùng lúc đó người dân ở xung quanh cũng đã phát hiện ra lối đi này. Ben ào ào chạy đến đập phá thùng container. Jack và Katie định đưa Thomas đi thì lúc này Victor bỗng từ đâu chạy đến, hét lớn không được động vào cậu bé. Tôi đã sai rồi.
10 phút trước khi Victor đi ngang qua một phòng cách ly thì thấy mấy bác sĩ ở đó đang uống rượu ăn mừng. Ngoài ra bác sĩ trước đó bị chuột bạch cắn bị thương đã thành công vượt qua giai đoạn cách ly. Sau khi kiểm tra thì phát hiện con chuột bạch đó đã từng được tiêm huyết thanh của Thomas. Điều này cũng chứng minh rằng chiến thắng dịch bệnh là chuyện ở trong tầm tay. Khi Victor đang chuẩn bị cùng mọi người ăn mừng thì bác sĩ đã bị cách ly kia đột nhiên cảm thấy trong người có gì đó rất lạ, rồi sau đó nôn thốc ra máu. Victor lập tức nhận ra Thomas cũng đã bị nhiễm bệnh nhưng là không có triệu chứng, hơn nữa còn có thể sẽ làm lây bệnh cho người khác. Dù có như thế nào thì cũng không thể để cậu bé ra khỏi khu cách ly được. Anh lập tức gọi điện thoại, thông báo chuyện này cho phía quân đội. Nhưng Lex và tiến sĩ Sabin vì đã tiếp xúc với Thomas nên chỉ huy Richard liền hạ lệnh hai người sẽ phải cách ly 48 giờ trong thùng xe container này. Cùng lúc đó, Leo đã lén lút đột nhập vào căn hộ của Victor, tìm thấy rất nhiều những ghi chép thí nghiệm, cho thấy loại virus lần này rất có khả năng là do Victor chế tạo ra. Chân tướng sự việc đang dần dần được hé lộ nhưng tình hình bên trong khu cách ly đang ngày một nghiêm trọng hơn. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ bao ngày qua dần đi đến cao trào. Người dân trong khu cách ly điên cuồng gào thét đập phá. Họ không muốn ở trong đây thêm bất cứ một giây nào nữa. Tiến sĩ Sabin bên trong thùng container sợ hãi bắt đầu đổ hết tội lỗi lên người của Lex rằng đã chọn vị trí này. Lex lúc này cũng chẳng buồn tranh cãi. Thông qua khe hở, anh phát hiện những người dân ban nãy đã thôi đập phá. Nhưng đây chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Họ rất có thể đang đi tập hợp thêm lực lượng cũng nên. Tiến sĩ Sabin lúc này mới hiểu ra rằng việc xảy ra bạo động với quy mô lớn trong khu cách ly, chính bà ấy cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người dân bắt đầu tập hợp lại với nhau rồi đi dọc đường biểu tình. Người tham gia càng lúc càng đông, trong đó còn có cả những người đã bị nhiễm bệnh. Nhiều người như thế này tụ tập lại với nhau, chưa cần nói sức mạnh đám đông sẽ kinh khủng đến cỡ nào, mà virus với khả năng lây nhiễm cực mạnh rất có khả năng sẽ lây lan trên diện rộng. Tiến sĩ Sabin lúc này vẫn cứ cằn nhằn không thôi, Lex không chịu nổi nữa rồi, hét lớn mọi việc thành ra như thế này, chính bà cũng phải chịu 8 phần trách nhiệm đấy. Từng ấy thùng container chỉ trong một ngày mà đã được điều động xong, chứng tỏ bà ta đã có chuẩn bị từ trước. Vậy bệnh dịch tại sao lại bùng phát? Bà ta rốt cuộc đang che giấu những gì? Những người dân bị cách ly 13 ngày trời đã bắt gặp cảnh chính phủ lén lút mở một lối ra để chuẩn bị đón người ra ngoài. Nỗi bức xúc của tất cả mọi người ngay lập tức bùng lên. Tất cả những người đã bị nhiễm virus cũng ào ào ra đường, cùng tập hợp lại với nhau đi diễu hành biểu tình, thậm chí còn có người bắt đầu điên cuồng đập phá thùng container. Cảnh tượng hỗn loạn càng thu hút những phần tử côn đồ đến tham gia. Dưới sự kích động của bọn chúng, người dân lại càng trở nên mất kiểm soát hơn. Tình hình lúc này trong khu cách ly mỗi lúc một tồi tệ hơn bao giờ hết. Lex đang bị cách ly bên trong một thùng xe container, lớn tiếng chỉ trích tiến sĩ Sabin thuộc CDC. Nếu không phải bà cố tình che giấu điều gì đó thì sẽ chẳng xảy ra kết cục như thế này. Tiến sĩ Sabin lại ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bình thản trả lời, giờ không phải là lúc để bàn luận về âm mưu hay gì đó, việc cần làm bây giờ là dốc toàn lực để ứng phó với đại dịch này mới phải. Câu nói này lập tức đánh trúng vào điểm yếu của Lex, phải nói là bà Sabin quả thực quá lợi hại, chẳng cần phải thừa nhận hay phủ nhận điều gì mà ngược lại còn khiến cho đối phương phải nhường nhịn mình vài phần. Lúc này có người mang bộ đàm đến là chỉ huy Richard muốn nói chuyện với tiến sĩ Sabin. Số lượng người biểu tình đang không ngừng tăng lên, họ có thể phá vỡ hàng rào cách ly và trốn ra ngoài bất cứ lúc nào. Ông đã cho vận chuyển một lượng hàng tiếp tế lớn đến đặt ở gần lối ra để xoa dịu sự bức xúc của người dân. Nhưng tiến sĩ Sabin cho rằng như vậy là chưa đủ, cần phải lên phương án sử dụng vũ lực để đe dọa. Chỉ huy Richard nghe xong liền phản đối, không thèm để ý đến thái độ cứng rắn của tiến sĩ Sabin. Bọn họ không bao giờ được phép tùy tiện bắn súng vào những người dân bình thường. Lúc này Xander và Teresa đang đi trên đường, họ chuẩn bị tới nhà bà ngoại lánh nạn và cũng là để bà ngoại đỡ đẻ giúp Teresa luôn. Từ sau khi công ty hóa chất bị nhóm côn đồ tấn công nên này đã trở thành một đống đổ nát. Hơn nữa những người khác cũng đều có ý định rời khỏi đây, thế nên hai người cũng không định ở lại. Thế nhưng họ vừa mới ló mặt ra ngoài đường thì đã nhìn thấy đám đông đang diễu hành biểu tình. Xander định chờ bọn họ đi xa một chút thì hai người sẽ lên đường. Nhưng ngay sau đó Teresa đã phát hiện ra trong đoàn người đó có một người rất giống mẹ mình. Cô định chạy đến để gọi lại, xong như vậy thì sẽ rất dễ bị lây bệnh. Nên Xander đã kéo bạn gái lại rồi nói, em cứ ở yên đây, muốn đi thì để anh đi. Nhưng khi Xander đuổi đến nơi thì lại phát hiện người kia không phải mẹ của Teresa. Lúc này đột nhiên một người đàn ông đã bị nhiễm virus chạy tới cầu cứu, cứu tôi. Xander giật mình, liền vội vã cởi áo khoác ra, nếu bị truyền nhiễm thì sẽ vô cùng phiền phức. Cùng lúc đó, cảnh sát Jack và cô giáo Katie đã đưa cậu bé Thomas bị nhiễm bệnh nhưng không hề có triệu chứng về lại bệnh viện để cách ly. Bác sĩ Victor vì đã tiếp xúc gần với cậu bé nên đã chủ động tự cách ly. Song những người khác có tiếp xúc với F0 lại không tự giác như vậy. Bình thường thế nào thì giờ vẫn như thế, đặc biệt là Jack và Katie. Sau một thời gian chung sống với nhau, mối quan hệ đôi bên đã tiến triển rất nhanh. Khi hai người đang đàn hát rất vui vẻ thì con trai của Katie chạy vào nói với mẹ. Hai em học sinh còn lại đã bị tài xế Ray đưa đi rồi. Bọn họ muốn cùng đoàn người biểu tình trốn khỏi khu cách ly. Jack nghe xong tin này vội vã cùng Katie ra ngoài tìm bọn họ. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện cảnh tượng hỗn loạn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Jack nhìn đám đông đang mất kiểm soát ở đằng xa, lập tức ý thức được rằng bộ đồng phục cảnh sát trên người của mình rất có thể sẽ trở thành đối thủ chút giận của bọn họ. Thế nên anh liền chạy đến một góc khuất, mặc một bộ đồ khác vào. Nhưng khi đi ra thì lại không thấy Katie đâu nữa, Jack vội vã chạy đi tìm. Vừa hay bắt gặp một đám cướp đang nhân lúc hỗn loạn để lấy trộm lương thực đem đi. Trong đám đó có một tên lại chính là cảnh sát Mess. Nhìn dáng vẻ này xem ra hắn ta không còn lưu luyến gì chức vụ cảnh sát của mình nữa rồi. Jack cũng chẳng có thời gian quan tâm tên này làm gì. Sau đó anh cuối cùng cũng đã tìm được tài xế Ray và một em học sinh. Jack hớt hải chạy lại hỏi, một em học sinh nữ nữa đâu? Ray nói với một giọng áy náy, nói cô bé đó đã bị nhiễm bệnh rồi nên ông đành phải bỏ cô bé lại. Lúc này cô giáo Katie đã nhìn thấy em học sinh đó vừa mới leo lên một chiếc xe, thì chiếc xe này liền bị một chiếc xe khác đâm phải. Chứng kiến cảnh tượng này, cô vội vàng chạy đến ôm cô bé ra khỏi xe, hy vọng tìm được ai đó giúp đưa đi cấp cứu. Nhưng nơi này hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, có người thì đang chuẩn bị trèo tường để trốn ra ngoài. Những nhóm dù côn thì không ngừng kích động người dân, có người thì đang đi tìm người thân. Xander sau khi thoát ra khỏi đám đông thì không thấy bạn gái đâu nữa, còn Jack cũng đang đi khắp nơi để tìm Katie. Lúc này tiến sĩ Sabine bên trong thùng container lại nhận được điện thoại từ chủ huy Richard nói rằng lương thực tiếp tế vẫn không thể làm dịu cơn phẫn nộ của người dân. Tiến sĩ Sabine liền ra lệnh lập tức cho bố trí vòi rồng phun nước và lính bắn tỉa. Nhưng chỉ huy Richard lại lập tức phản đối, ông ta chuẩn bị sẽ cho binh lính vào trong để trấn áp đám đông. Để giảm thiểu thương vong nhất có thể, tiến sĩ Sabine lập tức ngăn lại. Lex cũng không đồng tình với phương án này, ông làm như vậy là đang đưa cấp dưới của mình vào chỗ chết đấy, có biết không? Song không ngờ là chỉ huy Richard lại rất tự tin nói, lính của tôi không cùi như cảnh sát địa phương các anh đâu. Tiến sĩ Sabine lấy chức vụ là người có quyền cao nhất ở đây, cấm không được hành động. Ai ngờ ông ta đều đã chuẩn bị xong xuôi, nói là đã được thống đốc ủy quyền. Tiến sĩ Sabine nghe xong những lời này hoàn toàn suy sụp. Bản thân từ trước đến nay đã đứng ra chỉ đạo không biết bao nhiêu trận chiến với virus, vậy mà lần này lại thất bại thảm hại đến như vậy. Lex thấy vậy thì cũng có chút mềm lòng, vô thức quyết định sẽ cùng người phụ này đứng chung một chiến tuyến. Anh mở lời an ủi tiến sĩ Sabine, bà cần phải lấy lại tinh thần, nhân dân ngoài kia đang cần bà. Song thực tế Lex đã sai, những con người ấy giờ chẳng còn thiết tha bất cứ ai cả, thứ họ cần là tự do. Đám đông bắt đầu điên cuồng đập phá hàng rào cách ly, ai ai cũng chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đội quân của chỉ huy Richard lúc này đã có mặt đầy đủ ở lối ra. Mệnh lệnh vừa được phát ra, binh lính ào ào xông vào đám đông, sau đó lập tức đóng cửa lại. Nhưng sự xuất hiện của họ lại chỉ càng khiến cho hiện trường trở nên hỗn loạn hơn. Những người dân vô tội thất thanh kêu cứu, một vài người nhân cơ hội này thì ôm lấy lương thực chạy trốn. Theresa bị xô ngã nhưng chẳng có ai thèm quan tâm. May mà Xander đã kịp lúc tìm được cô. Người dân càng lúc càng trở nên kích động hơn, họ bắt đầu tấn công binh lính, trong đó thậm chí còn có cả những người đã nhiễm bệnh. Binh lính thấy vậy thì không thể không nổ súng, dẫn đến hiện trường như ong vỡ tổ. Mọi người nghe thấy tiếng súng càng liều mạng xông về phía lối ra. Binh lính nhận thấy cục diện đang dần mất kiểm soát, đành phải nổ súng thị uy, bắt người dân phải lùi lại phía sau, sau đó lập tức lui quân về bên trong thùng container. Mặc kệ tình hình vẫn chưa khả quan hơn là mấy, lúc này Jack cuối cùng cũng đã tìm thấy Katie. Katie mặt buồn rười rượi, trong tay vẫn còn đang ôm cô bé học sinh đã tắt thở từ bao giờ. Trong dáng vẻ của Jack cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy, anh cầu xin cô hãy bỏ cô bé xuống vì cô bé này đã bị nhiễm bệnh rồi. Katie chợt nhớ ra em học sinh này từng tiếp xúc gần với Thomas. Cô vội vã chạy về bệnh viện, ào ào xả nước nóng rửa sạch vết máu dính trên người. Jack đang rất đau khổ, anh sợ cảm giác mất đi người mà mình yêu thương. Lúc này bạo động trong khu cách ly cuối cùng cũng đã dịu bớt. Chỉ huy Richard báo cáo lại với tiến sĩ Sabine nhận công lao lần này là thuộc về mình. Song còn về số người tử vong thì không thấy ông ta nhắc đến. Những binh lính tham gia trận chiến này sau khi được khử trùng toàn thân sẽ được cách ly riêng trong lều dã chiến. Phải nói là chỉ huy Richard làm việc quá tắc trách. Tại sao lại để cho binh lính cùng cách ly tại một chỗ như vậy? Nếu như có một người mắc bệnh thì có phải là toang rồi không? Cách ly mỗi người ở một phòng riêng không hơn à? Chớp mắt cái đã đến ngày hôm sau, tiến sĩ Sabine và thiếu tá Lex đã hết 48 giờ cách ly. May mà hai người đều không sao cả. Họ chuẩn bị quay về tắm táp rồi một giờ sau sẽ lại đến dọn dẹp bãi chiến trường này. Điện thoại của Lex cuối cùng cũng đã có tín hiệu. Vừa mở điện thoại lên liền thấy 17 cuộc gọi nhỡ. Hầu hết đều là blogger Leo gọi đến, Lex không về tắm mà lái xe đến thẳng nhà của Leo. Hóa ra hai ngày nay anh ta mất ăn mất ngủ, cuối cùng đã tìm ra được một manh mối quan trọng. Qua đoạn video được camera bệnh viện ghi lại, bệnh nhân F0 Henry sau khi biết mình bị nhiễm virus đã lập tức gọi điện thoại cho ai đó, rồi sau đó mới tự cách ly. Rất có thể là người chế tạo ra virus đã thông báo cho Henry. Một số điều cần lưu ý, Leo liền đến tìm. Một người bạn đang làm việc ở cục an ninh nhờ cô điều tra nhật ký điện thoại của Henry. Trước và sau khi bị nhiễm bệnh rất nhanh kết quả đã có. Henry trong thời gian nhiễm bệnh đúng là có liên lạc với một số điện thoại bí mật. Độ bảo mật của số điện thoại này rất cao, đến cả cục an ninh cũng không tra ra được. Nhưng đã xác định được rằng vị trí gọi điện là ở đảo Nantucket. Khi Leo báo lại những tin này cho Lex, Lex lập tức nhớ ra, tiến sĩ Sabine không phải là cũng có một căn biệt thự ở Nantucket ư? Lẽ nào người tạo ra virus chính là bà ta? Leo cho rằng khả năng rất lớn là như vậy, vì người bạn hacker của anh ta đã xác định được. Hóa đơn của kiện hàng trước đó là giả,
Có người muốn dắt mũi mọi người rằng chính bác sĩ Victor đã gửi kiện hàng có virus cho F0 Henry. Thủ đoạn đổ tội lên đầu của người khác là cách thức quen thuộc của bà ta. Trước đó cũng chính bà ta đã chụp cái mũ F0 lên người đàn ông đến từ Trung Đông. Tuy nhiên tất cả những điều này vẫn chỉ là suy đoán. Thứ còn đang thiếu chính là chứng cứ. Lúc này Lex phát hiện trên tập tư liệu có liên quan về bệnh nhân F0 có một ký hiệu trông rất quen. Leo hình như cũng nhớ ra điều gì đó. Liền lập tức mở đoạn video mà Xander đã gửi cho anh, ghi lại cảnh hai người đồng nghiệp bị chết trong khu cách ly. Tập tài liệu xuất hiện trong video quả nhiên cũng có một ký hiệu tương tự. Lẽ nào hai người này trước khi chết đã điều tra ra điều gì đó ư? Lex cảm thấy manh mối này rất hữu ích, nhưng lúc này anh vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhóm lính bị cách ly 2 ngày rồi mà vẫn chưa được về nhà. Người thân của họ không biết chuyện gì đang xảy ra, liền tụ tập lại ở trước cổng bộ chỉ huy. Tiến sĩ Sabine cũng hết cách, bà ấy cũng không thể liên lạc được với chỉ huy Richard. Xem ra phải đích thân đi một chuyến xem sao, như vậy thì mới có thể hiểu rõ tình hình được. Nghe xong những lời này, Lex lại trở nên cảnh giác hơn với người phụ nữ này. Sau đó hai người nhanh chóng đến được gần ranh giới khu vực cách ly. Rất nhiều nhà báo cũng đang có mặt ở đây, nhưng không ai được phép lại gần lều cách ly cả. Tiến sĩ Sabine nhận thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, lập tức tìm chỉ huy Richard hỏi chuyện. Song không ngờ ông ta lại trả lời rằng có 11 trong số 12 người đã bị nhiễm virus, một người còn lại cũng sắp rồi. Tiến sĩ Sabine không do dự gì, liền đi thẳng đến chỗ nhà báo đang tập trung, cho phép bọn họ lại gần lều cách ly, quyết định sẽ công khai tình trạng hiện tại của nhóm binh lính này. Cục diện đang ngày một rối rắm, bạo động bên trong vừa mới dịu đi thì bên ngoài lại xảy ra chuyện. Không biết là bãi chiến trường này sẽ phải xử lý như thế nào đây? Người phụ nữ này đưa nhà báo đến chỗ lều cách ly, sau đó trước mặt mọi người mở cửa sổ ra, bên trong đều là những binh lính đã bị nhiễm virus. Đây là lần đầu tiên giới truyền thông chụp được những khoảnh khắc này, ai nấy đều mặt mày biến sắc. Tiến sĩ Sabine bảo mọi người phải nhận thức đúng đắn về sự đáng sợ của loại virus này, sau đó không ngừng thổi phồng về sự việc lên. Mọi người thấy ban đầu tôi quyết định phong tỏa ổ dịch là đúng đắn chưa? Nếu không giờ này cả thành phố đều đang nguy to rồi. Nam chính Lex đứng bên cạnh không khỏi bái phục tài năng dựng chuyện của người phụ nữ này. Chỉ thời gian một tiếng rồi quay người rời đi. Trước đó anh và blogger Leo đã vô tình phát hiện ở chỗ hai đồng nghiệp đã chết của Leo có thể sẽ tìm được một số manh mối quan trọng, nên liền sắp xếp cho Jack đi kiểm tra một lượt xem sao. Jack cũng rất có trách nhiệm. Bạn gái của anh Katie sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh hiện đang được cách ly riêng. Đến chào cô xong anh liền đến thẳng nhà của hai người đồng nghiệp kia. Kỳ lạ là hai người này trước đó đã chết trên sofa giờ lại không thấy đâu nữa. Đồng thời tài liệu và máy tính trên bàn cũng không cánh mà bay. Jack đi đến phòng tắm thấy trong bồn tắm có tro sau khi đốt giấy, sự thật đã quá rõ ràng rồi. Đã có người đến trước một bước để tiêu hủy chứng cứ. Jack quay về báo cáo lại với Lex. Những đồ đạc có giá trị khác đều vẫn còn nguyên, chỉ có tập tài liệu và máy tính thì không thấy đâu nữa. Chắc chắn không phải là do bọn cướp làm. Lex nói ra suy đoán của mình, rằng chính tiến sĩ Sabine có thể chính là kẻ chủ mưu đằng sau. Ban sáng anh tận mắt chứng kiến bà ta nhận được vô số tràng pháo tay khen ngợi từ cánh báo chí. Chắc chắn là bà ta đã sai người lẻn vào khu cách ly để thủ tiêu chứng cứ. Lex có chút chán nản, anh đã đoán được ra người tiêu hủy chứng cứ là ai. Đó chính là tên cảnh sát đều chọc Mess, mà trước đó khi vận chuyển lương thực sơ ý rơi vào trong đó. Jack không thể nào tin nổi, đồng nghiệp của mình lại có thể làm chuyện như vậy. Lex thậm chí còn mường tượng ra một chuyện đáng sợ hơn nữa. Đừng quên là Mess đã đem theo cả điện thoại vệ tinh vào bên trong, mà chỉ có cảnh sát trưởng Besser là có quyền sử dụng nó mà thôi. Lẽ nào ông ấy cùng với tiến sĩ Sabine là cùng một ruột ư? Với địa vị của bà ta sẽ không hợp tác cùng với người như Mess đâu. Cảnh sát trưởng Besser chắc chắn là người ở giữa. Sau đó Jack liền đi tìm cảnh sát đầu chọc Mess đang giao du với đám xã hội đen để đối chất. Tên này dạo gần đây làm ăn rất khấm khá. Nhờ vào việc buôn bán hàng tiếp tế với giá cao, hắn ta dương dương tự đắc, không hề che giấu việc mình đã tiêu hủy tài liệu, song không có chứng cứ, nên Jack dù có bắt hắn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lex cũng đang bám vào manh mối này để điều tra. Anh biết tên Mess kia chắc chắn sẽ không làm việc không công, nên đã gọi cho Leo nhờ tìm hiểu về các khoản nợ của tên này. Leo không hổ là chuyên gia hóng tin, anh đã điều tra Mess do không có tiền trả nợ nên đang chuẩn bị bán nhà. Leo giả làm người đến xem nhà đến gặp vợ của hắn ta. Kết quả người vợ này lại nói rằng nợ đã trả hết rồi nên không bán nhà nữa. Lex sau khi biết tin này liền đến tìm cảnh sát trưởng Besser, vừa gặp liền tuôn một tràng câu hỏi. Mess đang nợ đầm nợ đìa, sao vừa mới vào khu cách ly thì lại trả hết sạch nợ rồi? Là ông đã mua chuộc cậu ta đúng không? Cảnh sát trưởng Besser biết sự việc không thể giấu được nữa nên đã thừa nhận. Là do tiến sĩ Sabine sau ông ta điều người vào trong đó để dọn sạch những chứng cứ gây bất lợi cho Seyit, người đàn ông đến từ Trung Đông, như vậy cũng là tránh để xảy ra tranh chấp quốc tế. Nghe thấy vậy, Lex cũng đã hiểu ra, cảnh sát trưởng Besser hóa ra cũng chỉ là một con tốt trong tay tiến sĩ Sabine, đó đâu phải là nhà của Seyit. Chứng cứ bị tiêu hủy cũng chẳng phải là chứng cứ bất lợi gì cả, chẳng qua chỉ là thủ đoạn để bà ta che giấu hành vi phạm tội của mình mà thôi. Cảnh sát trưởng Besser nghe xong không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Lex đã có được thông tin cần có. Anh đến nhà của Leo, Leo đang xem thời sự. Tiến sĩ Sabine không ngờ lại được giới truyền thông tâng bốc, trở thành người có công khi tiết lộ sự thật về virus và bảo vệ thành phố khỏi nguy cơ dịch bệnh lây lan.
Song hai người thừa biết rằng tất cả đều là chiêu trò gạt của bà ta. Leo quyết định sẽ đăng một status để vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này. Nhưng Lex cho rằng như vậy không ổn cho lắm, vì bài đăng của Leo phần lớn đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực để chứng minh. Tiến sĩ Sabine là kẻ đứng sau tạo ra virus và biết rằng bà ta là một tay lão luyện trong những trò bị bợm, rất có thể bị chơi ngược lại. Lex khuyên Leo không nên đăng bài vào lúc này, anh quyết định sẽ chơi chiêu đến cùng. Lex cầm theo tài liệu đến vạch mặt tiến sĩ Sabine, yêu cầu bà ta từ chức ngay lập tức. Người phụ nữ này tỏ vẻ rất ngạc nhiên, xem Lex gan to đến thế nào mà dám khiêu chiến với mình. Sau khi xem xong tập tài liệu, bà ta cảm thán, khen Lex đã đoán ra được sự thật. Nhưng thứ cần nhất là chứng cứ thì lại không có. Người có biệt thự ở đảo Nantucket đầy ra đấy, chỉ một cuộc điện thoại từ trên đảo không thể chứng minh tiến sĩ Sabine chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Lex cũng biết rằng chứng cứ hiện chưa đủ nên liền nói ra, việc bà ta mua chuộc cảnh sát trưởng Vesser để tiêu hủy chứng cứ trong khu cách ly, nếu như để cho ông ấy đứng ra làm chứng thì bà liệu có dám chối nữa không? Yêu cầu của Lex cũng không nhiều, chỉ cần bà ta từ chức là được, rồi muốn giải thích thế nào thì tùy. Nghe đến đây tiến sĩ Sabine bắt đầu hoang mang, sau một hồi suy nghĩ thì đã gật đầu đồng ý, nói là sáng ngày mai sẽ mở họp báo để tuyên bố từ chức. Thực chất việc Lex bắt tiến sĩ Sabine từ chức chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề đang xảy ra bên trong khu cách ly. Trước đó bà ta luôn kiếm cớ để cản trở công tác tiếp tế lương thực cho người dân. Mục đích duy nhất của bà ta là để ngăn cản virus lây lan ra ngoài, chứ không hề quan tâm gì đến sự sống chết của mọi người trong đó cả. Cách làm này rốt cuộc là đúng hay sai, rất khó để đưa ra một câu trả lời chính xác. Cô giáo Katie lúc này đã cách ly được 42 giờ rồi, trước mắt không thấy có triệu chứng nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ Victor nói rằng cô không được chủ quan vì Katie đã nhiễm biến thể không gây ra triệu chứng trong cơ thể của cậu bé Thomas. Thời gian ủ bệnh của biến thể này sẽ lâu hơn. Lúc này, Jack đi tới, thấy tình hình hiện tại của Katie thì cảm thấy rất vui. Trước đó khi đến siêu thị Tim Mess thì tên đại ca xã hội đen đã nhờ anh đem cho Teresa một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh vì hắn ta cũng có con nên không thể ngó lơ một bà bầu đang sắp đến kỳ sinh nở được. Khi Jack đem thùng đồ đến công ty hóa chất thì vừa hay Teresa đang sắp lâm bồn. Anh là cảnh sát nên cũng từng được huấn luyện những nghiệp vụ liên quan, ít nhất cũng có kinh nghiệm hơn những người khác ở đây. Cuối cùng với sự giúp đỡ của Jack, Teresa đã mẹ tròn con vuông. Đây là lần đầu tiên Jack được chứng kiến một sinh mệnh ra đời, vì vậy vô cùng vui mừng kể lại cho Katie nghe. Anh thậm chí còn đang tưởng tượng đứa con sau này của hai người sẽ như thế nào. Ai ngờ lúc này Katie bỗng ho ra máu, chớp mắt cái đến ngày hôm sau. Tiến sĩ Sabine mở họp báo, như đã hứa Lex tràn đầy tự tin ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe. Người phụ nữ này nói tất cả mọi người đều đã bị đánh lạc hướng. Bệnh nhân F0 không phải là dây ít, người đàn ông đến từ Trung Đông. Virus cũng không phải đến từ Trung Đông, mà là đến từ một phòng thí nghiệm trong nước. Nghiên cứu bất hợp pháp của bọn họ đã gây ra dịch bệnh lần này. Lex ngồi bên dưới càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, đây rõ ràng là đang đổ lỗi cho người khác mà. Sau đó bà ta đã công bố người tạo ra virus chính là bác sĩ Victor đang làm việc tại CDC. F0 thật sự là một nhân viên nghiên cứu khác ở phòng nghiên cứu. Bác sĩ Victor vì muốn che giấu sự thật nên mới lừa gạt mọi người, nói rằng virus đến từ Trung Đông. Thí nghiệm này là do một mình Victor tiến hành, CDC không cho phép cũng không hề ủng hộ. Lex nghe xong tức giận bỏ ra ngoài, không ngờ là người phụ nữ này lại táo tợn đến vậy. Anh lập tức gọi điện bảo Leo đăng tải bài viết vạch trần bà ta lên mạng. Nhưng Leo lại nói rằng tất cả đều đã muộn rồi, tiến sĩ Sabine đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của bác sĩ Victor. Bà ta hiện giờ đã trở thành anh hùng trong lòng nhân dân vì dám đứng ra bóc trần sự thật. Còn cảnh sát trưởng Besser cũng vừa mới được thăng chức, trở thành người có quyền lực gần như cao nhất ở thành phố Atlanta này. Đây chắc chắn là do tiến sĩ Sabine sắp đặt, không chỉ Lex mà cả Leo cũng đã hơi nản lòng. Chỉ một câu nói của tiến sĩ Sabine đã biến bác sĩ Victor trở thành một tên tội phạm đáng chết. Đây thực chất cũng là một lời cảnh cáo. Nếu như hai người còn tiếp tục điều tra thì kết cục có thể sẽ còn thảm hại hơn nữa. Lex tức giận, lẽ nào anh muốn rút lui ư? Anh không thèm quan tâm đến Leo mà liền quay về nhà để bàn bạc kế sách với bố mình. Bố của Lex từng là một cảnh sát chính trực song cũng bị chèn ép, nên ông rất ủng hộ việc con trai tiếp tục điều tra sự thật. Ông nói với Lex rằng mình có một người bạn là quan chức cấp cao, trước kia chỉ có mỗi người bạn này đã biện hộ giúp ông, có thể sẽ giúp ích được phần nào cũng nên. Nhưng khi hai người đến nơi thì không ngờ là lại bắt gặp người này đang cùng cảnh sát trưởng Besser vừa mới được thăng chức, nói chuyện rất rôm rả. Có thể thấy hai người họ là cùng một ruột với nhau cả. Vị quan chức cấp cao kia cũng không thèm tiếp hai bố con Lex, lập tức quay người đi vào bên trong. Cảnh sát trưởng Besser khuyên Lex cậu là người có năng lực nhưng có lúc lại quá cố chấp, tốt nhất đừng có manh động không lại giống như bố cậu đấy. Con đường này cũng đã bị chặn đứng, Lex chỉ có thể đến tìm Leo. Nhưng khi bước vào thì thấy bên trong không một bóng người, nhà cửa thì vô cùng bừa bộn, gọi điện thoại thì lại không liên lạc được. Lex lo lắng rằng không biết là Leo đã bỏ trốn hay đã bị người ta hãm hại. Bố Lex khuyên anh hoặc là tiếp tục tìm ra sự thật hoặc là từ bỏ. Lex không do dự gì liền lựa chọn với đầu, vì bổn phận của một người cảnh sát, vì người dân khốn khổ trong kia, anh phải cố gắng đến cùng. Đây có thể chỉ là màn đêm trước khi mặt trời mọc mà thôi. Lex liên tục gặp cản trở trên con đường tìm ra sự thật. Leo cũng không rõ đang ở đâu, bệnh tình của Katie đang ngày một tồi tệ hơn, có lẽ sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa.
Đương nhiên không chỉ có một mình cô mà rất nhiều người dân khác trong khu cách ly cũng đang ra sức vùng vẫy khi cái chết đang đến gần. Còn kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, tiến sĩ Sabin thì vẫn đang nhơn nhơn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn được mọi người ca tụng như một vị anh hùng dám đưa sự thật ra ánh sáng. Tuy nhiên sự thật thì vẫn luôn là sự thật. Bác sĩ Victor sau khi biết tin mình bị người ta đổ oan đã lựa chọn tin tưởng vào thầy giáo của mình, cũng chính là chồng của tiến sĩ Sabin, hứa rằng sẽ giúp anh rửa sạch nỗi oan này để có thể tiếp tục toàn tâm toàn ý, tập trung vào viện nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh. Jake lúc nào cũng ở bên Kathy, tin chắc rằng cô nhất định có thể vượt qua cửa ải này. Còn nam chính Lex vẫn đang đi khắp nơi tìm kiếm chứng cứ để vạch mặt tiến sĩ Sabin. Hiện giờ hầu hết các quan chức cấp cao đều đã bị bà ta mua chuộc. Một cảnh sát thấp cổ bé họng như Lex liệu sẽ làm gì được đây? Bên trong khu vực cách ly, những người dân ở đây đang vô cùng bức xúc, nhưng người tạo ra virus vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. May mà nam chính Lex vẫn không hề từ bỏ việc điều tra cho ra sự thật. Sau khi gặp phải vô vàn khó khăn, hôm nay cuối cùng anh cũng đã nhận được một tin tốt. Lex nhận được một kiện hàng do blogger Leo gửi đến, bên trong có một cái chìa khóa và một tờ giấy ghi địa chỉ. Lex biết Leo sẽ không bao giờ làm việc gì mà vô ích cả. Anh đi theo địa chỉ trên tờ giấy đến được một nhà kho đã bị bỏ hoang. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy tập tài liệu mà Leo để lại, được giấu trong ống nước. Tập tài liệu này cho thấy tài khoản từng chuyển tiền cho nhà của Max trước đó, còn chuyển một khoản tiền rất lớn cho một tài khoản khác. Lex không thể tìm thấy thông tin tài khoản chuyển tiền, nhưng thông tin về tài khoản nhận tiền thì đã nhanh chóng tra ra. Gia đình người này có một người con trai đã qua đời, trước kia từng là một chuyên gia hóa sinh của quân đội. Lex thấy rằng điểm này rất đáng nghi nên lập tức đến tìm chủ tài khoản nhận tiền. Đó là một bà lão, cũng là mẹ của chuyên gia hóa sinh kia. Bà ấy nói con trai của mình sau khi xuất ngũ thì làm việc ở một nhà máy hóa chất. Một năm trước qua đời do tai nạn lao động, bà ấy cũng vì thế mà được bồi thường một khoản lớn. Lex cảm thấy chuyện này không bình thường. Sau khi hỏi thăm được địa chỉ của nhà máy hóa chất, anh liền lập tức đến đó. Song nơi này hiện đã đóng cửa, ở cổng còn dán biển cảnh cáo nguy hiểm. Nhưng điều này không thể khiến Lex chùn bước được. Anh mặc đồ bảo hộ vào, rồi một mình đi vào bên trong. Có thể thấy nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, bốn phía tối om không một bóng người. Lex đi kiểm tra từng ngóc ngách một, cuối cùng đã phát hiện một bộ hài cốt ở trong phòng thí nghiệm. Đây chính là chuyên gia hóa sinh đã không may qua đời, trên bảng vẫn còn ghi thông tin về các thí nghiệm. Lex lập tức hiểu ra tất cả, bèn quay về chuẩn bị vạch mặt tiến sĩ Sabin. Người đầu tiên bị nhiễm virus không phải là Henry, mà là chuyên gia sinh hóa làm việc tại nhà máy hóa chất kia. Tiến sĩ Sabin sau khi biết anh ta bị nhiễm virus đã lập tức cho đóng cửa nhà máy. Nhưng việc nghiên cứu virus thì vẫn không dừng lại. Sau đó, Henry, bạn gái của nữ bác sĩ tại bệnh viện Atlanta cũng đã không may bị nhiễm virus khi làm thí nghiệm. Có điều đen đủi là lần này không thể khống chế virus lây lan như trước. Tiến sĩ Sabin cũng không giấu giếm nữa khi bên ngoài khu cách ly đang sắp đón chờ thời khắc chiến thắng, thì những người dân vô tội bên trong khu cách ly lại đang sống dở chết dở. Cô giáo Katie đã bị nhiễm bệnh, bệnh tình của cô càng lúc càng nghiêm trọng. Jack thấy vậy thì sốt sắng vô cùng, liên tục thúc giục bác sĩ Victor mau chóng nghĩ cách. Bác sĩ Victor cũng không làm mọi người phải thất vọng, anh đã rút một loạt huyết thanh kháng thể từ cơ thể của cậu bé Thomas. Nếu như máu của Katie tương thích thì có thể cô sẽ chiến thắng virus, nhưng cũng có khả năng là sẽ chết một cách rất đau đớn. Jack không biết phải làm thế nào nên đã đến hỏi ý kiến của Katie xem sao. Katie nghe xong liền nói, cho dù chỉ có 50% cơ hội sống, cô cũng phải thử. Song Katie cũng không phải là người lạc quan một cách mù quáng. Cô thành khẩn cầu xin Jack, nếu mình có mệnh hệ gì thì anh phải đưa con trai của cô ra khỏi khu cách ly cho bằng được. Jack đương nhiên không thể từ chối với yêu cầu này được, anh nuốt nước mắt vào trong gật đầu đồng ý. Bác sĩ Victor lúc này cũng chẳng vui vẻ nổi, chưa nói đến việc anh bị hiểu nhầm là người tạo ra virus. Hiện giờ đến cả Internet và đường dây điện thoại chuyên dụng đều đã bị ngắt, điều này chứng tỏ rằng anh ấy cũng đã hết giá trị lợi dụng. Tuy nhiên Victor vẫn không quên sứ mệnh của mình, anh lấy lại tinh thần, chuẩn bị tiêm huyết thanh kháng thể cho cô giáo Katie. Katie rất tò mò tại sao anh trước đây lại giúp tiến sĩ Sabin che giấu chuyện bệnh nhân F0. Thấy được tình trạng của Katie hiện giờ, Victor cuối cùng cũng nói ra sự thật. 17 ngày trước, vợ của thầy hướng dẫn của anh cũng chính là tiến sĩ Sabin gọi điện thoại đến, bảo anh giúp đỡ trông chừng. Hai bệnh nhân đã được cách ly. Họ chính là nữ bác sĩ của bệnh viện Atlanta và bạn trai của cô ấy, Henry. Victor vốn chỉ nghĩ rằng chỉ cần hết 48 giờ cách ly thì sẽ không sao. Nhưng không ngờ Said, người đàn ông đến từ Trung Đông cũng bị nhiễm virus, đồng thời làm cho virus lây lan trên diện rộng. Victor đành phải nghe theo đề xuất của tiến sĩ Sabin, tuyên bố với truyền thông Said mới là bệnh nhân F0. Thực ra ở một mức độ nào đó, anh chẳng qua cũng chỉ là một con tốt bị người ta lợi dụng mà thôi. Tối hôm đó, cô giáo Katie tỉnh dậy trong cơn ác mộng, có vẻ huyết thanh kháng thể không phát huy được tác dụng. Jack cũng ý thức được, thời gian còn lại của cô không còn bao nhiêu nữa. Anh tìm được một ít đồ chơi ở khoa nhi để hoàn thành lời hứa trước kia với cô, đó là cùng cô xem phim dưới bầu trời đầy sao. Dây đèn hình ngôi sao được treo ở hành lang, nhấp nháy trong màn đêm. Hai người ngồi đối diện cách nhau một tấm kính, cùng nhau xem phim hoạt hình. Katie vô cùng cảm động, em yêu anh, nhưng Jack thì chẳng vui nổi. Điều anh muốn là cô có thể ôm anh và nói câu nói này. Katie biết điều đó là không thể.
Virus đang từng giây từng phút xâm chiếm cơ thể cô dường như đã dự cảm thấy điều gì đó, cầu xin Jack gọi con trai của mình đến. Jack bên ngoài thì vui vẻ nhận lời nhưng trong tim thì lại đau đớn vô cùng tận. Anh biết cô muốn trăng trối những lời cuối cùng trước khi ra đi. Cậu bé đứng trước mặt mẹ, Katie tỏ vẻ mạnh mẽ. Cô nén chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nói với con trai là mẹ của con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mẹ. Cuộc sống sau này con hãy đừng quan tâm đến quá khứ, vì tất cả đều có thể được lấp đầy bằng hồi ức. Katie dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói ra những lời này, sau đó cô ngã xuống giường vật lộn trong sự đau đớn. Thấy Jack đi đến, cô miễn cưỡng nở một nụ cười. Jack thực sự không kìm nén nổi nữa rồi, anh không muốn đứng đó trơ mắt nhìn người mình yêu cứ thế ra đi. Anh mặc đồ bảo hộ rồi mở cửa đi vào trong, ôm lấy Katie đang nôn thốc nôn tháo. Những ký ức tươi đẹp lại một lần nữa ùa về. Katie nằm trong vòng tay của Jack, dùng chút sức lực cuối cùng khe khẽ nói em yêu anh. Coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của Jack, song sau đó anh phải làm một việc còn đau khổ hơn, đó chính là tự tay đưa thi thể của người mình yêu vào lò thiêu, đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của cô. Ngày hôm sau, bạn gái của Lex, Jana, đi đến siêu thị để mua một ít đồ dùng thiết yếu, thì vô tình gặp lại kẻ phản bội Max. Tên này ham tiền đến phát điên rồi. Hắn nói với Jana nếu cô bỏ ra 5.000 USD thì sẽ giúp cô thoát khỏi khu cách ly. Sau khi quay về công ty, Jana nói lại chuyện này cho mọi người nghe. Sam lấy ví của mình ra, nhưng cộng lại thì chỉ đủ cho hai người. Jana đưa ra ý kiến đi xung quanh tìm xem có vật gì có giá trị không. Max dù sao cũng thích đồ vật hơn là tiền mặt. Cuối cùng bọn họ may mắn tìm được một chiếc vòng tay bên trong két sắt, nhưng liệu có đủ cho tất cả mọi người hay không thì vẫn phải đến chỗ Matt xem sao. Jana và Sam lại đi đến siêu thị thì gặp được Jack đang ở gần đó. Thì ra từ sau khi Katie qua đời, anh vẫn chưa thể bình tâm trở lại được, nên định đi mua chút rượu uống giải sầu. Jana cũng không giấu Jack, nói rằng Matt có cách để trốn ra được bên ngoài. Điều này khiến cho Jack cũng có chút dao động. Anh đã hứa với Katie sẽ đưa bằng được con trai cô ấy ra ngoài. Jack liền tìm đến Max, nói có hai người nữa cũng muốn gia nhập, nhưng trên người lại không có đủ tiền. May mà anh đã nhanh chóng nghĩ ra được một cách. Jack đi tới chỗ lò thiêu, trên giá bày đầy các loại đồ đạc. Đây đều là di vật của những người đã khuất mà anh giữ lại không thiêu, vốn định là sẽ giao lại cho người nhà của họ. Nhưng hiện giờ Jack đang rất cần tiền nên đành phải lấy đi một số trang sức đắt tiền để đổi lấy chiếc vé rời khỏi đây. Trong số đó còn có cả đồ của Katie, anh cũng cầm đi luôn. Nhưng trước khi đi, Jack cũng phải nói trước với bác sĩ Victor một tiếng. Song lúc này Victor đang rất bận rộn, không có thời gian đâu mà để ý đến Jack cả. Vì vừa ban nãy anh đã rút ra một loại interferon đặc biệt từ trong cơ thể của cậu bé Thomas. Victor cho rằng đây chính là mấu chốt để giết chết virus, chuẩn bị dùng nó để chế ra một loại kháng thể mới. Nhưng ngay lúc này, tên đại ca xã hội đen dẫn theo đàn em xông vào trong bệnh viện, hét lớn là phải giết chết bác sĩ Victor. Hóa ra người dân trong khu cách ly sau khi xem cuộc họp báo mới nhất của tiến sĩ Sabin thì liền quay sang chút giận vào Victor. Thậm chí còn có không ít người diễu hành trên phố, bắt Victor, người mà họ cho rằng là người tạo ra virus, phải trả giá bằng chính mạng sống của anh. Tên đại ca này thì còn hung hăng hơn, liền đưa đàn em đến thẳng bệnh viện, đòi xử lý Victor. Jack không giải thích gì nhiều, chỉ phân tích trên góc độ thực tế, nói với tên đại ca rằng Victor sắp nghiên cứu thành công vaccine rồi. Nếu các người ở lại đây để bảo vệ anh ta thì một khi vaccine được điều chế ra, sẽ tiêm cho bọn họ đầu tiên. Nhưng tên này nghe xong thấy cũng có lý, lập tức thay đổi quyết định, quay sang bảo vệ bác sĩ Victor. Nhưng Victor thì lại hoang mang vô cùng, muốn điều chế thành công vaccine đâu phải một sớm một chiều là xong. Song Jack nói đây chỉ là kế hoãn binh, nếu không giờ anh đã về gặp tổ tiên từ lâu rồi. Hơn nữa Jack chuẩn bị sẽ đưa con trai của Katie rời khỏi đây, như vậy thì đám người này vừa hay sẽ thay anh tiếp tục bảo vệ cho Victor. Victor nghe xong còn hoang mang hơn, tôi vẫn mong anh có thể ở lại, nhưng Jack đã quyết rồi, anh phải hoàn thành lời hứa với Katie. Khi Jack đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì bắt gặp một bác sĩ lê từng bước chân mệt mỏi gọi tên Victor. Sau đó anh ta cởi khẩu trang ra, trên mặt dính đầy máu là máu, rõ ràng là đã bị nhiễm virus. Jack khuyên anh ta không được làm liều, nhưng người này hiện đang rất kích động, hơn nữa còn liên tục ho ra máu. Tên đại ca xã hội đen thấy vậy thì liền dứt khoát nổ súng. Bác sĩ kia mặc dù đã chết nhưng máu của anh ta lại bắn lên người của một tên đàn em. Tên đại ca mặt sầm xuống, bắt bác sĩ Victor phải chữa trị bằng được cho đàn em của mình. Vì đây là cánh tay phải đắc lực của hắn, Victor không còn cách nào khác đành phải đánh cược một phen, chuẩn bị tiêm cho tên đàn em một mũi kháng thể loại mới. Nhưng loại kháng thể này vẫn chưa được thử nghiệm, tỷ lệ tử vong là rất cao. Tên đại ca chẳng thèm quan tâm. Nếu như đàn em của hắn chết thì hắn ta sẽ bắt tất cả các bác sĩ ở đây phải đền mạng. Jack lúc này đang vô cùng khó xử. Nếu anh rời khỏi đây thì bác sĩ Victor rất có thể sẽ chết trong tay bọn xã hội đen này. Vậy thì việc nghiên cứu ra vaccine cũng sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng nếu không đi thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với Katie. Cuối cùng Jack đã quyết định sẽ giao lại con trai của Katie cho Jana, để cô sẽ đưa cậu bé rời khỏi nơi này, còn mình thì ở lại bệnh viện bảo vệ cho sự an toàn của Victor. Tên Max đếm tiền xong thấy đã đủ thì liền hô hào mọi người tập trung lại để chuẩn bị trốn khỏi khu cách ly. Đàn em của tên đại ca xã hội đen đã bị nhiễm một loại virus chết người. Bác sĩ Victor đang phải chịu một áp lực rất lớn, đó chính là cứu sống tên đàn em này. Anh rút lấy huyết thanh của cậu bé Thomas, trộn lẫn với một loại interferon có thể giết chết virus, rồi tiêm vào trong cơ thể của người bệnh.
Phương pháp chữa trị này mặc dù chưa được thử nghiệm lâm sàng, nhưng đó là cách duy nhất ở hiện tại. Sau một loạt những thao tác, Thomas do bị rút quá nhiều máu, bắt đầu mơ mơ màng màng. Còn tên đàn em kia cũng rơi vào hôn mê. Xong chỉ một lúc sau hắn ta bắt đầu co giật dữ dội rồi sủi bọt mép. Sau đó nằm yên không động đậy. Tên đại ca tức điên lên chuẩn bị bóp chết bác sĩ Victor. May mà Jack kịp thời ngăn lại, giúp Victor giải vây. Anh chỉ nói đúng một câu đã thành công hòa giải cơn tức giận của tên này. Anh mà giết chúng tôi thì hắn ta liệu có hy vọng sống không? Victor hết lời cảm ơn Jack, may mà anh ở lại đây. Jack không tiếp lời mà liền nói ra những nghi vấn trong lòng. Anh từng xử lý rất nhiều thi thể của bệnh nhân, nhưng triệu chứng khi chết của tên đàn em này thì lại khác hoàn toàn. Victor lập tức hiểu ra hắn ta không hề chết vì bị nhiễm virus mà là do interferon gây ra. Điều này chứng tỏ rằng loại thuốc mới này đã thành công giết chết virus, chỉ là thành phần bên trong phải thích hợp với cơ thể con người thì mới được. Xong việc này thì phải tiến hành điều chế và thử nghiệm nhiều lần mới cho ra kết quả được. Chỉ dựa vào huyết thanh của một mình Thomas thôi thì không thể đủ được. Jack hỏi những người khác trong khu cách ly liệu còn ai có kháng thể nữa không. Như vậy nếu tìm ra thì sẽ có đủ mẫu huyết thanh rồi. Mặc dù tỷ lệ này rất thấp nhưng cứ thử xem sao. Jack ra ngoài đường thấy ai cũng chạy đến mời mọc họ, đến bệnh viện để sàng lọc. Nhưng hiện giờ tất cả mọi người cơm còn chẳng có mà ăn, chẳng ai dám mạo hiểm mà dấn thân vào ổ dịch ở bệnh viện cả. Sau khi nghe thấy lời mời của Jack, ai cũng chạy đi thật xa. Kết quả không một người nào chịu đến bệnh viện sàng lọc. Jack lúc này vô cùng buồn bã. Việc nghiên cứu ra thuốc chữa sắp thành công đến nơi rồi, song không ngờ lại kẹt lại ở bước này. Lex đang ở bên ngoài khu cách ly đã điều tra ra sự thật về kẻ đứng sau khiến tạo ra dịch bệnh lần này. Tất cả đều là do một tay tiến sĩ Sabine gây nên. Không ngờ bà ta không hề trốn tránh mà lập tức thừa nhận tội ác của mình, nói rằng làm như vậy cũng là vì có lý do riêng. Giá thành của việc chế tạo vũ khí sinh học rẻ hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân, nhưng uy lực thì lại chẳng thua kém gì. Chỉ cần phát hiện ra virus vẫn còn khả năng biến thể thì vẫn sẽ không từ bỏ việc nghiên cứu. Đây cũng là biện pháp để bảo vệ đất nước khỏi bị tấn công bằng vũ khí sinh học. Lex không thể hiểu nổi, bà ta chỉ vì muốn nghiên cứu ra virus mà có thể đánh đổi bằng mạng sống của nhân dân, rồi sau đó lại đổ hết tội lỗi lên đầu người khác ư? Tiến sĩ Sabine vẫn giả mồm, vì sự an toàn của quốc gia dù có phải hy sinh tính mạng của tất cả người dân trong khu cách ly thì cũng chẳng tiếc. Lúc này bà ta liền nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, trong khu cách ly xuất hiện một lỗ hổng, đã có người trốn thoát ra ngoài. Tiến sĩ Sabine lập tức chuẩn bị đến hiện trường để xử lý vụ việc. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Lex, đừng đến kiếm chuyện với tôi nữa, lo mà đối phó với bệnh dịch trước đi kìa. Lex lo lắng cho sự an toàn của người dân bên trong khu cách ly, đành phải tạm thời buông bỏ thù hận, cùng tiến sĩ Sabine đến hiện trường kiểm tra. Hóa ra có một người bên trong khu cách ly đã trốn ra ngoài qua đường ống thoát nước nên đã lập tức bị bắn chết. Lex thấy rằng người này không hề bị nhiễm bệnh, có thể thấy ý đồ của tiến sĩ Sabine rất rõ ràng. Chỉ cần là người ở trong đó mà ra ngoài thì sẽ giết chết không tha, đồng thời đưa đi thiêu ngay lập tức. Đồng thời bà ta còn tập hợp tất cả mọi người phải đề phòng không được để có bất cứ một lỗ hổng nào. Đây là trận chiến có liên quan đến tính mạng của hàng chục triệu người dân, sau đó binh lính được lệnh chui xuống công nước. Hóa ra cái được gọi là loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn là cho làm sập tất cả công thoát nước. Nam chính Lex cho rằng làm như vậy không ổn, anh đến tìm chỉ huy Richard nói, nếu như dưới cống nước có người thì hậu quả sẽ ra sao? Sau ông ta lại nói mình cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh, dự định trong ngày hôm nay sẽ cho nổ tất cả các ống nước. Thực tế những lo lắng của Lex không hề thừa thãi, lúc này anh vẫn không hề biết rằng bạn gái của mình đang ở dưới đó, chuẩn bị bí mật trốn khỏi khu cách ly. Cống thoát nước của thành phố mở ra theo các hướng, may mà đây không phải là lần đầu tiên của Mess. Anh ta nói rằng cứ đi thẳng về phía bắc, ở một nắp cống nhất định thì sẽ có một cảnh sát đã bị mua chuộc đứng sẵn ở đó. Nhưng ngay lúc này tiếng nổ vang lên ở gần đó là quân đội đang cho kích nổ cống nước. Song Mess thì không hề biết chuyện này, cho rằng có thể chỉ là đang sửa chữa mà thôi, mọi người vẫn có đôi chút nghi ngờ. Ngay sau đó tiếng nổ lại vang lên dày đặc hơn, thậm chí có chỗ đất đá đổ sập xuống, chặn kín lối đi của bọn họ. Giờ có muốn quay đầu lại cũng không kịp nữa rồi, đành phải tiếp tục mà đi thôi. Song họ nhanh chóng phát hiện Mess đã bị mất phương hướng, anh ta cứ đưa mọi người đi lòng vòng, trên đầu thì lúc lúc lại có tiếng nổ. Jana ý thức được vấn đề đang ngày một nghiêm trọng. Lúc này đến bạn trai của cô cũng không giúp được nữa rồi, vì anh ấy cũng đang gặp rắc rối. Với kế hoạch trả đũa của tiến sĩ Sabine, khi Lex đang muốn ngăn cản quân đội kích nổ công thoát nước thì đột nhiên nhận được thông báo của Bộ Nội vụ. Có người tố cáo anh câu kết với người bên trong khu cách ly nên mới dẫn đến việc có người trong đó trốn được ra ngoài. Lex rất tức giận, thủ đoạn này thực sự quá là bỉ ổi, mang bằng chứng ra đây thì hãy nói chuyện với tôi. Anh nói xong liền bực tức bỏ đi, người của Bộ Nội vụ thấy thái độ này của Lex liền lập tức hạ lệnh cho rất nhiều cảnh sát đến lùng soát nhà của anh. May mà bố của Lex đã nhanh trí giấu USB có chứa tài liệu quan trọng đi, trong đó là bằng chứng phạm tội của tiến sĩ Sabine. Cùng với những đoạn ghi âm tất cả các cuộc đối thoại giữa anh và bà ta, hóa ra Lex cũng đâu có ngốc, mà đã sớm có chuẩn bị từ trước. Song vấn đề lúc này là phải làm thế nào để công bố chứng cứ cho mọi người biết. Đương nhiên là không thể giao cho báo chí hay cảnh sát được. Hai bố con lập tức nghĩ tới một người, đó chính là blogger rất có sức ảnh hưởng, Leo.
Lex nhớ bố dù thế nào cũng phải tìm được anh ta, vì anh lúc này cần phải xử lý một chuyện quan trọng hơn. Sự việc trước đó có người trốn khỏi khu cách ly quả thật rất đáng nghi, có thể thực sự là đã có nội gián. Sau khi điều tra, Lex quả nhiên đã phát hiện ra sơ hở, anh đến tìm cảnh sát mà đã nổ súng bắn chết người đàn ông trốn khỏi khu cách ly. Sau một hồi đe dọa dù dỗ, người này đã nhanh chóng khai ra, hóa ra anh ta chính là người đã bị Max mua chuộc. Thấy người đàn ông chui từ nắp cống ra hắt hơi một cái, tưởng là người này đã bị nhiễm virus nên anh ta đã nổ súng thủ tiêu. Anh chàng cảnh sát này luôn nghĩ rằng mình làm vậy là đang giúp những người bên trong kia. Những người trốn ra đều đã cách ly đủ 48 tiếng, sẽ không ảnh hưởng gì đến bên ngoài này cả. Lex nói nếu như bọn họ mắc bệnh nhưng không có triệu chứng thì sao, sau đó khuyên đối phương hãy dừng việc này lại ngay đi. Tiến sĩ Sabine đang cho người kích nổ cống thoát nước rồi. Người này lập tức sốt sắng, lúc này dưới cống thoát nước đang có một nhóm người chuẩn bị trốn ra ngoài. Lex vội vã đến gặp tiến sĩ Sabine kể lại chuyện. Max giúp người bên trong trốn ra ngoài, hiện giờ bọn họ đang ở dưới cống thoát nước. Lex muốn ngay lập tức cho dừng việc kích nổ lại, anh sẽ khuyên bọn họ quay lại khu cách ly. Tiến sĩ Sabine có hơi đuối lý vì tên Max kia là do bà ta sắp xếp vào trong đó, cuối cùng đành phải đồng ý với yêu cầu này của Lex. Tiến sĩ Sabine cho Lex 1 giờ đồng hồ, hết thời gian thì sẽ tiếp tục cho kích nổ, mặc kệ dưới đó còn có người hay không. Thời gian đang vô cùng gấp rút, Lex lập tức cho triệu tập cấp dưới chuẩn bị chui xuống cống thoát nước. Lúc này bố của anh gọi điện tới nói rằng đã tìm thấy Leo. Lex rất xúc động nhưng tình hình hiện giờ đang rất cấp bách. Anh nhờ bố giao USB cho Leo để lật tẩy bộ mặt thật của tiến sĩ Sabine. Đứng trước thù hận, Lex lựa chọn ưu tiên hoàn thành nghĩa vụ của một người cảnh sát, đó chính là cứu người. Do dưới đó có quá nhiều ngã rẽ nên anh đã lệnh cho mọi người chia nhau ra hành động. May mắn là cảnh sát đã bị mua chuộc trước đó. Vừa hay gặp được Max đi trước dò đường, anh đã nhận ra hành vi của mình là sai trái, nên khuyên Max hãy kịp thời quay đầu. Nhưng ai ngờ tên này lại vô cùng máu lạnh, biết rằng sự việc đã bại lộ. Hắn ta lập tức nổ súng bắn chết đối phương, sau đó tiếp tục đi tìm lối ra. Trùng hợp là ở một ngã rẽ, Lex đã phát hiện ra nhóm người đang bỏ trốn. Nhưng khi lại gần thì lại thấy trong số đó có cả bạn gái của mình. Anh theo bản năng tắt bộ đàm đi, hỏi sao em lại ở đây. Jonna gặp lại Lex thì vô cùng xúc động. Em và mọi người không hề bị nhiễm bệnh. Anh đưa bọn em ra khỏi đây đi. Lex mãi mới bình tĩnh được trở lại. Anh biết rõ thân phận của mình là một cảnh sát. Mặc dù rất muốn ở cạnh bạn gái nhưng dù thế nào cũng không thể để bọn họ ra ngoài được. Jonna bất lực, anh rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Lúc này tiến sĩ Sabine nhìn đồng hồ thấy đã hết thời gian nhưng lại không thể liên lạc được với Lex. Sau khi do dự một hồi, bà ta lệnh cho chỉ huy Richard tiếp tục cho kích nổ cống thoát nước. Sau ngay lúc đó trên TV bỗng phát sóng đoạn ghi âm của tiến sĩ Sabine. Toàn bộ nội dung là cuộc đối thoại bà ta nói với Lex thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hóa ra tất cả đều đã được Leo tung lên mạng. Mọi người bắt đầu xôn xao, báo chí cũng dần dần đưa tin. Cùng lúc đó Jack đang tìm kiếm những người có kháng thể. Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng khi nghĩ tới Katie trước khi chết đã tin tưởng bản thân vô điều kiện, anh liền lấy lại tinh thần quyết định tiếp tục tìm kiếm. Jack lấy cuốn sổ ghi tên tất cả những người anh từng hỏa táng, rồi tới đoạn đường có nhiều người tập trung nhất, đọc tên từng người một, sau đó nói với mọi người xung quanh đây rất có thể là người thân của một ai đó đang có mặt ở đây. Lẽ nào mọi người có thể dương mắt nhìn những người thân khác của mình cứ thế mà ra đi sao? Sau đó anh lại nhắc lại việc tìm ra thuốc chữa hiện giờ là rất cấp bách, thỉnh cầu mọi người tham gia sàng lọc để tìm ra người mang kháng thể. Không ngờ là kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Một nhóm người đi từ phía xa xa tới điểm lấy máu sàng lọc ở bệnh viện, đó lại là tên đại ca xã hội đen cùng với mấy tên đàn em. Sau đó ngày càng có nhiều người ra khỏi nhà, đi về phía bệnh viện. Các bác sĩ bận luôn chân luôn tay, tên đại ca còn tự nguyện kiêm chân bảo vệ để giữ gìn trật tự. Quả thật là không phụ lòng người. Cuối cùng họ đã sàng lọc ra một người khác mang kháng thể trong người, đó là một linh mục ở nhà thờ. Và như vậy linh mục này đã trở thành tia hy vọng chiến thắng virus của cả khu cách ly. Còn tiến sĩ Sabine, người tạo ra virus, đã bị cục an ninh đưa đi để điều tra. Thật nực cười khi một quan chức cấp cao giờ lại bị rớt đài và sắp phải hứng chịu một hình phạt thích đáng. Kế hoạch kích nổ cống thoát nước đã bị ngừng lại, Jonna và mọi người cũng nghe theo lời khuyên của Lex quay trở lại khu cách ly. Chỉ có điều là Lex cũng vào trong theo. Vậy là coi như vẹn cả đôi đường, vừa làm tròn trách nhiệm của mình vừa được ở bên cạnh với người mà mình yêu. Công tác nghiên cứu vaccine cũng có những tiến triển vượt bậc. Người dân trong khu cách ly không phải chỉ ở đó chờ chết nữa mà đã có hy vọng được sống rồi. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Cách ly Containment. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!